vấn đề gì cả anh ạ. Từ trước đến nay thì em chưa quen một ai hết. Phụ nữ làm gì được em làm được, nhất dáng nhị da, thứ ba là khuôn mặt là được. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, em giới thiệu về mình đi em. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thanh Ngoan ạ. Dạ, năm nay em 25 tuổi ạ. Hiện tại thì em đang sống và làm việc ở quận 2. Quê của em là ở Bình Phước ạ. 25, mình đang làm công việc gì em? Dạ, em đang làm nhân viên văn phòng, cụ thể là kế toán ạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, đầu tiên em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chị Cát Tường và 500 anh chị khán giả đang có mặt trường quay ngày hôm nay ạ. Có đếm luôn hả em? Em tên là Nguyễn Nhân Thanh Tài, em năm nay em 24 tuổi. Hiện đang sinh sống và làm việc tại với em Bình Dương ạ. Tài làm việc gì Tài? Dạ em là nhân viên thiết kế anh. Tài 24 còn bạn kia hình như 25 hả? Là sinh năm bao nhiêu em? Dạ em sinh vào cuối 92 ạ. Cuối 92, bạn trai sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 93 chị. Có ngại gì không bạn? Bạn kia nhỏ mình tuổi có ngại gì không? Dạ không sao đâu anh. Không tình sao không? Tuổi dạ. Tác không quan trọng. Còn bạn dạ. Trai có sao không? Dạ quan niệm của em thì tuổi tác nó không thành vấn đề gì cả anh ạ. Thế em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Từ trước đến nay thì em chưa quen một ai hết. Hả? Dạ. Thiệt luôn á hả? Dạ. Rồi có vậy là có khi nào hẹn hò rồi đi chơi nắm tay đồ gì dạ chưa? Chưa ạ, tay em vẫn còn rất là sạch sẽ, chưa có ai nắm bao giờ. Ôi chị. Trời ơi. Rồi vậy điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là hát hò, biết làm thơ, nấu ăn cũng được. Theo thùa thì em không có tài, nhưng mà may vá thì thí dụ quần của ảnh bị rách thì em cũng vá được. Ồ, bạn trai quần có rách không em? Dạ không chị ơi. Bây giờ em có muốn nghe bạn gái hát không nè? Dạ bạn gái hát chứ đi. Bạn gái hát trước vậy là em sẽ hát sau đó, hiểu không? Rồi hát tặng ảnh bài đi em. Đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở, cây thiếu đất cây sống sống với ai, chuyện trăm năm ân tình cây và đất, cây bám rễ sâu đất ôm chặt tận đáy lòng, những con đường trải dài bóng mát, những mảnh vườn trái ngọt cây xanh. Ôi đẹp làm sao tình cây và đất, đem đến môi sinh mạch sống cho đời. Rất là hay, dễ thương lắm ha. Bây giờ bạn trai đáp mà lại một bài đi. Bên kia tình cây và đất đó. Em không hát mà em đọc được không anh? Được. Cô anh ơi cô anh, nói cô anh nghe này nè. Người miền Tây quê tôi á, thật thà chất phác lắm. Tôi thương, tôi nói tôi thương à. Bởi vậy người ta nói cô ơi cô đừng đi lấy chồng, về Tiền Giang bên dòng sông tôi ngồi hát cô nghe đó. Trời ơi cô đừng đi lấy chồng, để hai thằng buồn cô họ lý cây bông. Anh ngâm nghe vài câu hò lý cây bông. Anh hò cho một cô em gái đang chạy tóc bên sông. Anh chỉ sống với mái chèo đâu có đất mênh mông, chỉ cần em ngồi đây chạy tóc anh quyết ở mãi bên sông. Yeah. Ơi hò là hò ơi, yeah. Trong đầm gì đẹp bằng sen, quê mình nay đẹp bằng em xinh đẹp không cần bằng khen. Mới yeah. Cái tuổi mà đã biết thẹn, gọi bồ kết nên tóc em đen. Dẫn dịu dàng vào đang trang, đừng vội vàng mà chỉ sớm em ơi, khoan. Yeah, yeah, yeah. Hay quá. Hay quá, đối đáp quá hay luôn. Hôm nay gặp gọi là đối thủ xứng tầm về ca hát rồi ha. Rồi bây giờ bên kia nói về ưu khuyết điểm của mình nói ưu khuyết điểm chút xíu đi. Dạ, ưu điểm của em thì biết chơi thể thao, biết cách nấu tất cả món ăn. Nói chung mà là đại loại là phụ nữ làm gì được em làm được. Lỗi vậy đó hả? Ngoại trừ cho con bú à. Cái này giống như là thách đố nhau hai bên vậy ha. Rồi nhưng mà bạn trai giỏi vậy thì đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ nói chung mối tình chính thức nhất sắc sâu nhất của em là một mối tình anh chị. Lâu chưa bạn? Dạ cách nay khoảng 3 năm mấy rồi. Bây giờ mình cho mọi người biết rằng muốn tìm một người một nửa yêu thương của mình như thế nào. Thì em cũng không yêu cầu gì nhỏ thôi, có ba yêu cầu là nhất dáng nhị da, thứ ba là khuôn mặt là được. Vậy hết luôn rồi. Trời đất vậy ơi. Vậy yêu cầu nhỏ. Cậu này lớn à? Dạ. Nhất dáng gì da, thứ ba gương mặt đúng không? Rồi dạ. Em muốn dáng làm sao, rồi da làm sao, rồi gương mặt làm sao? Dạ, dáng cao tầm khoảng 1m55 đến 1m60 thôi chị. Rồi. Khuôn mặt thì dễ nhìn, trắng, xinh xắn, dễ thương.
Bạn nữ thấy sao em? Em đạt được nhiều tiêu chí của ảnh, nhiều phần trăm? À, thì em cũng đạt được 70. Wow, được rồi. Vậy còn mình đặt ra tiêu chí bạn trai mình là người như thế nào? Em thì em thích một bạn nam mà tròn tròn chút chị giống như anh Quỳnh Linh á, thì ôm mới sướng. Còn gầy quá ôm mới sướng. Bên kia được nhiêu ký bạn? Dạ em 65 ký chị. Này cũng tròn tròn giống anh vậy đó. Dạ. Nhưng đẹp trai hơn anh. Rồi, gì nữa không em? Khuôn mặt thì bầu bĩnh một chút, nhìn rất là phúc hậu á chị. Thứ hai nữa là không rượu bia. Tức là có là được nhưng mà không có quá đà. Rồi. Biết chăm lo cho bản thân của anh và của người khác. Để qua coi bạn trai. Bạn trai có rượu bia nhậu nhẹt không em? Dạ có chị, nhưng mà công việc thì cũng ít thôi chị. Vấn đề chỗ là mình biết kiềm chế thôi. Dạ chị. Dạ, cũng tròn tròn ha, dễ thương ha. Dạ. Rồi, nếu một hồi được thì mình tính bao giờ mình tiến tới hôn nhân được? Dạ, quan trọng cho bạn gái thôi chị. Khi nào bạn gái đồng ý thì em chấp nhận. Ủa, gì chấp nhận? À, em đồng ý thôi. Mà mình phải có cái ý, mình muốn, mình phải theo đuổi, rồi mình phải lập kế hoạch. Mình dạ, tầm 2 năm đổ lại chị. 2 năm đổ lại dạ. Ha. À, dạ. Hiện tại... Thôi có gì chưa nè? Có cái gì chưa? Có cái gì chưa? Dạ đầy đủ rồi chị, còn thiếu con cái à. Cô dâu phải không? Dạ đúng rồi á. Hay quá ha, lành lắm nè, người lý sự lắm nè. Lành đâu chị? Về Tiền Giang làm ruộng à? Không chị, anh sầu riêng chứ ruộng. À, sầu riêng. Rồi được rồi, đẹp trai ha, để trời. Về. Ừ, được, được, được. Đàn trai, đàn trai ổn lắm em, được. Hơi bị ngon rồi nha. Ngon, ngon, ngon. Chờ anh đi coi mặt đàn gái coi sao. Dạ anh xem em anh. Tiền Giang gặp Bình Phước hả? Em không thích gì ở người đàn ông? À thì keo kiệt. Keo kiệt, không, dân Tiền Giang anh là không có keo kiệt rồi. Hào sản lắm, dân miền Tây hào sản. Có nhiều chơi nhiều em? Có nhiều chơi sao lại chơi với em luôn. Yeah. Công tử Bạc Liêu đó, biết không? Dạ. Yeah. Có yêu cầu gì bên đàn trai nữa không em? Thì thực ra là em rất là nặng bên gia đình đó chị. Tức là em nặng về tình cảm gia đình lắm. Nên nếu như được thì em mong muốn là sau này mà có lâu dài á, thì sẽ ở một nơi nào đó trung gian giữa hai bên, để mình dễ chăm lo cho cả nhà trai và cả nhà gái. Ví dụ như vậy. Chứ em không muốn ở quá xa gia đình em. Coi như là ở thành phố Hồ Chí Minh là trung gian được không? Dạ cũng được. Tức là em không muốn về quê làm dâu? Dạ. Tức là nếu như mà nhà anh là Bình Phước thì về quê làm dâu cũng được. Nhưng mà bây giờ nhà anh là Tiền Giang rồi thì em muốn ở giữa giữa, mình dễ chăm sóc cho cả hai đàn hơn. Dạ. Để anh nói ảnh hồi sau nha. Dạ. Cái vụ mà không có làm dâu đó. Dạ. Cái vụ mà muốn ở giữa giữa đó, ý em sao? Gia đình em thì cũng có hai người thôi. Anh với là em là Út. Thì em sau này em không dự định sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn. Em sẽ về quê sống cùng với ba mẹ. Dạ đó. Thì nếu bạn gái làm dâu được không em? Nhưng mà ở đâu? Ở Tiền Giang là nè. Tiền Giang gần lắm em, xét bên đây hả? Đường Tàu Tập đi chút xíu tới hả? Ờ, đúng rồi em. À, từ Mỹ Tho lên Sài Gòn bao nhiêu cây anh? Khoảng 100 cây. Không tới 100 cây em. Đi đường có tóc 60. Anh cộng thêm với 180 cây nữa về nhà em. Nếu như mà anh nghĩ là anh đèo em bằng xe máy được thì em nghĩ là cũng được, không có vấn đề gì hết. Tại vì em bị say xe nên anh đừng bắt em đi xe đò là được. À, sao em lại tính mà đi bằng xe máy? Người ta đã chuẩn bị ô tô cho em rồi. Quá. Dạ ô tô mình để sau đi anh, sau này em sẽ cố gắng. Sầu riêng là có ô tô. Nay mình có đi với người thân không em? Dạ có, em đi với bạn thân của em và đồng nghiệp. Chào em. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì em thấy anh này sao? À dạ em thấy anh này đẹp trai, dễ thương, y như tiêu chuẩn của bạn em chọn, là gương mặt phúc hậu, thân hình cân đối, dễ ôm. À, quê bạn ở Tiền Giang thì cũng rất là gần, và em cũng có lần về Tiền Giang thì người ở Tiền Giang rất là dễ thương, rất là chân chất và sống rất là hết mình. Hay quá, em chỉ có nói đúng thôi. Dạ. Rồi mình đi ai em? Dạ hôm nay em đi với mẹ và anh hai và các người bạn đồng nghiệp ạ. À, có cả gia đình hả? Dạ. Rồi chào cô. Tình hình nãy giờ cô nghe vậy cô thấy sao rồi cô? Chào Cát Tường, chào Quỳnh Linh. Dạ. Mẹ của Tài thấy em cháu cũng dễ thương, nhưng mà quyền quyết định thì của hai đứa. Dạ. Nhà mình trồng được bao nhiêu sầu riêng cô? 3 công à. Nhiều quá. Thôi bây giờ kéo màn lên. Rồi. Cho đôi trẻ gặp mặt đi. Chuyện bàn của hai bạn nha. Kéo màn. Quyết định như thế nào là dành cho hai bạn đấy? Có yêu cầu gì nhà trai, bạn trai nữa thì cứ nói hết đi nha em. Rồi, bắt đầu.
giờ em đầu tiên có món quà tặng em. À, rồi cảm ơn. Anh thấy em tóc ngắn anh có ngạc nhiên không? Có, anh hơi ngạc nhiên. Dạ, anh có tiêu chuẩn về con gái phải tóc dài rồi thùy mị nết na không? Thì cũng có một số vấn đề đó. Anh thích tóc dài hả? Dạ. Em thấy để dài được rồi đúng không? Dạ đúng rồi, em có thể để dài nhưng mà thường tại vì em làm việc ở Sài Gòn thì điều kiện môi trường nó không có tốt nên tóc bị rụng khá nhiều. Em thấy anh là người thế nào? Khá là dễ mến, tức là nói chuyện cũng khá là vui. Dạ. Mỗi người nói một câu gì đó thật tình cảm. Rồi chúng ta tiến hành thủ tục bấm nút. Nhớ là bạn gái chưa hề có bạn trai, chưa được cái tay còn rất sạch. Đó, em làm sao mà em nắm được tay cổ rồi em nói sao đó em nói. Thì lần đầu gặp thì em thấy em cũng dễ thương. Em cũng là chín chắn, biết lo cho gia đình. Dạ. Em cảm thấy anh cũng là một con người khá ấm áp, cũng rộng rãi trong cuộc sống. Dạ. Ừ, cảm ơn em. Dạ rồi, cảm ơn. Hết thời gian. Chúng ta hãy để tay vào nút bấm và suy nghĩ, nhắm mắt lại. Hãy có trách nhiệm với nút bấm của mình. Bấm là quyết định một điều rất là thiêng liêng dành cho các bạn. Hôm nay có gia đình, có bạn bè thân. Sau 3 tiếng đếm, nào. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Nào, bây giờ chúng ta nắm tay nào. Chúc mừng hai bạn. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Kiến Thắng gửi các bạn để chúng ta có thể đi xem phim, tìm hiểu kỹ hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Gửi tặng cho hai bạn. Rồi, hãy nắm tay bạn ấy. Dễ thương quá. Em hy vọng là hôm nay sẽ gặp được tình yêu. Về phong cách thì em thích những người mang phong cách cổ điển một tí. Hiện đại thì theo tiêu chuẩn mà không ăn mặc hở hang là được rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hả Mai. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Mình giới thiệu về mình với em. Em chào anh Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường. Em chào tất cả các vị khán giả có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Em tên là Đào Thị Nga, em 25 tuổi. Mọi người vẫn hay gọi em bằng cái tên thân thương là Nga Ngố. Quê em ở Hà Tây, nhưng hiện tại thì em làm việc và sinh sống ở Bình Dương. Rồi, mời bạn trai. Em tên là Nguyễn Thế Chỉnh ạ. Năm nay em 28 tuổi ạ. Kể cả tuổi lấy vợ là 29 ạ. Hả? Cái gì? Tuổi lấy vợ 29 là sao? Tuổi đẻ đó hả? Dạ vâng. Nhưng mà bạn làm nghề gì? Nhân viên IT ạ. Quê em ở đâu? Quê em ở Bắc Ninh ạ. Bây dân giờ... ca quan họ Bắc Ninh ạ. Làm một bài dân ca quan họ Bắc Ninh luôn. Còn duyên là duyên kẻ đón, đón người đưa hai bạn. Có yêu nhau sang chơi cửa chơi nhà, cho thầy là thầy mẹ biết để ruốc hoa chứ hoa định này. Tình à tình 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 à hời à hư hời hư là hư hời hư. Trời ơi. Ủa nhưng mà hiện tại bây giờ em sống làm việc ở đâu em? Em vô đây năm lớp 7 ạ. Hiện nay đang sống chung cùng gia đình ạ. Ủa gia đình vào đây hết rồi hả? Dạ. Được rồi. Rồi bạn gái giới thiệu mình đi bạn. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Buổi sáng em có lướt Facebook thì em thấy là những người sinh năm 92 thì trong tháng này sẽ gặp nhiều may mắn. Về tiền bạc thì em chưa thấy, nhưng em hy vọng là hôm nay sẽ gặp được tình yêu. Nên vậy em nghĩ ưu điểm của mình là suy nghĩ tích cực. Bạn mong muốn tìm một người yêu như thế nào? Về phong cách thì em thích những người mang phong cách cổ điển một tí. Đặc biệt là những chàng trai mà mặc quần tây áo sơ mi thì em thấy rất ấn tượng. Nhưng mà hồi nãy em nói là rất hợp lý. Em lướt Facebook rồi em thấy phong thủy kia là em dạ không, có một tí giống như là niềm vui cho hàng ngày. Ồ vậy bạn trai bên bển là có được không? Em nhớ là bạn 28, anh Trình bên kia là 28. 29 đấy. Dạ em tuổi Kỷ Tỵ ạ. Kỷ Tỵ. Em không biết.
Trời ơi, mà coi phong thủy, coi tuổi mà giờ không biết là thầy kỳ vậy. Thôi để về em tính tiền em xem tiếp. Thì rủ xem không được rồi sao, trời ơi, tính đây luôn chứ. Em làm kia chín mấy? Dạ em 92. 92 đúng rồi. 92 thì tuổi kỳ tỵ hợp nhau rồi. Đó, thấy chưa, ta xem luôn. Bên kia biết coi luôn hả? Dạ vâng ạ. Làm IT rành lắm. Rồi bạn Nam, bạn thích tìm người yêu thế nào? Phụ nữ truyền thống ạ. Rồi hiện đại được không? Hiện đại thì theo tiêu chuẩn mà không ăn mặc hở hang là được rồi. Hở hang không tốt hả? Không phải là không tốt mà tại em không thích thôi, nhiều người thích. Rồi, mình trải qua mấy mối tình rồi? Một mối tình gặp mặt, còn một mối tình không gặp mặt. Không gặp mặt là sao? Chỉ thông qua bạn thôi, rồi quen ở xa quá. Dạ. Vậy là coi như mối tình nữa ta hai em? Dạ, chỉ có một mối tình đầu tiên và cũng gặp một lần duy nhất thôi ạ. Trời đất ơi, còn bạn gái thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Em 25 năm, em yêu đơn phương các bạn nam. Hai em giống nhau ghê, có cái điều gì mà em không thích ở người bạn trai? Thứ nhất là hôi. Sao nó ngắn gọn, chữ hôi vậy? Bên đây thơm. Thiệt không? Thơm. Rồi. Rồi cái thứ hai là tóc bù luống giống Đan Trường. Hả? Hai mái. Không thích tóc hai mái. Dạ đúng rồi. Chứ thích tóc thì sao? Không có tóc. Cái này không có mái nào. Đầu đinh cho nó men lì một tí. Đầu đinh. Dạ. Dựng lên xíu đi, dựng lên coi. Đầu đinh lên nè. Đây nè, đó. Chỉa lên. Nghe không? Rồi. Em có tật xấu gì không? Nãy giờ chưa khai không? Dạ em cũng hơi nóng tính và ít đi chơi. Từ xưa giờ không đi đâu chơi hết hai em? Dạ đi làm mà đi học về. Mấy mốt lấy vợ vậy mới đi phải không em? Dạ có người yêu cái nào muốn đi lắm rồi. Phải đi với vợ chứ không được bỏ vợ ở nhà nghe không? Dạ điều đó chắc chắn tuyệt đối ạ. À mình định bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Thì em muốn nhanh nhất là 3 tháng. Không được vượt ngày 27 tháng 9 năm nay ạ. Tại sao? Tại vì vượt 30 là không cưới được vợ. Coi là coi tuổi rồi. Đó hả? Là phải trong năm 29 này phải lấy, bắt buộc phải lấy. Đúng rồi. Đến tháng 9. Đến tháng 9 này là phải lấy. Còn không nữa là qua đó là phải chờ bao lâu nữa? 31 năm 31. Đúng rồi, gia đình dục lắm rồi. Rồi để tôi về tôi hỏi liền cái vụ hỏi này. Liền, hỏi liền đi. Chừng nào em tiếng em đám cưới được? Gấp lắm á. Còn có 3 tháng nữa. Dạ không. Quan điểm sống của em là thuận theo tự nhiên. Nếu mà tình cảm đủ lớn thì em nghĩ sẽ xây dựng đám cưới. Hay, không ấy mình qua 31 luôn đi cưng. Dạ em chào ai? Em. Em suy nghĩ không cưới là coi như hút luôn. Không mà hút thì qua năm sau cũng được, qua 31 thì giống như bạn bên đây thôi. Dạ. Bạn bên đây rất là dễ thương. Mà anh thấy đây là một chàng trai chung thủy đấy. Em cảm thấy bạn cũng một con người cổ điển. Thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng không nên cổ điển quá. Nhiều lúc mình cũng phải hòa nhập với mọi thứ xung đúng quanh rồi. Biết đâu được em tiếp xúc với bạn đấy, thuần hóa được bạn ấy. Bạn như bạn ấy là gấu sư tử. Thuần hóa. Thì có thể bạn ấy suy nghĩ là không sao, mà đàn ông mà 35 tuổi lấy chồng thì cũng không sao cả. Đàn ông 35 tuổi lấy chồng chết à? Em nhầm là lấy vợ. Thôi bây giờ mình gặp gia đình người thân. Em bạn trai bạn có đi với ai không? Dạ có đi với em gái con của cô ạ. Rồi. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em rồi. Là em họ của anh Chỉnh. Chị gái bên này thì em thấy dễ thương, còn hợp hay không là do anh chị ạ. Rồi cảm ơn em. Bạn gái bên kia đi với ai? Dạ em có đi với hai chị gái ruột của em ạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thì em nghĩ là con trai 30-31 tuổi cưới là bình thường, đâu có vấn đề gì đâu. Cho nên là cái về vấn đề mà ngày tháng xem xét thì cái này em nghĩ là bạn nam nên xem lại một tí. Tại vì cái đám cưới thì thật ra là nó chỉ là cái hình thức bên ngoài thôi. Còn về hai người sống với nhau được bao lâu hay như thế nào là phải xem là hai người có hợp với nhau hay không nữa. Em thì thấy bạn này ok. Hai người cứ tìm hiểu thêm như thế nào. Em thấy là nghe nếu mà chọn bạn này thì ổn. Ổn. Rồi. Rồi cảm ơn hai chị. Kết câu cuối cùng là ổn đó nha. Rồi bây giờ cho hai bạn gặp nhau đi. Kéo màn lên. Anh nghĩ yêu nhau tới một cái độ nào đó chín mùi thì cái ngày tháng nó không quan trọng đâu em. Có thể là 28 tháng 9, 29 tháng 9 cũng được nha. Rồi. Dạ cho anh. Mình cảm ơn quà. À bây giờ em cũng hơi thắc mắc, em muốn hỏi anh là lúc mà em nghe bên kia thì em cũng cảm nhận với anh là anh hơi ra trường. Tại vì anh muốn là kiếm một bạn gái trung thủy truyền thống. Thì mục đích là anh không muốn phải, tức là phải sau này phải con cái vơ hay vợ chồng vì một cái chuyện nhỏ thôi. Mà bất đồng phải dẫn đến xa nhau, giống như là một gia đình mà phải yên ổn thì nó mới làm ăn phát triển được. Anh ơi, giả sử bây giờ công ty tổ chức đi chơi
anh ở nhà trông con, em đi chơi với công ty, anh có đồng ý không? Cái vấn đề vô tư thôi. Em đi thoải mái không sao cả, nhưng mà cứ đến khoảng 9-10 giờ gọi anh đến đón, anh đón được rồi. Dạ không, đi chơi là đi chơi 2-3 ngày á, là anh ở nhà trông con 2-3 ngày vậy á. 2-3 ngày à? Dạ. Khó quá nhỉ. Thì để phát triển sự nghiệp tương lai của em á, hay là về công việc hay là về rất là quan trọng, thì em sẵn sàng anh cho em đi. Nhưng mà đừng làm những cái điều gì mà nó trái với cái đạo lý của vợ chồng á. Đến lúc đấy thì anh không có muốn tha thứ. Ta nói ta đi chơi. Thí dụ thế, trong cái trường hợp xảy ra đi nhiều. Đi chơi thôi mà. Không có gì làm gì tới quá đạo lý gì. Không, anh nói đúng mà. Tại vì nó tình đẹp phải kỹ một chút, mà sai sót, sai số thì rất là nguy hiểm. Dạ vâng, vậy ở thời gian cuối tuần anh thường làm gì? Đi làm về thì mình ở nhà rồi xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò lên YouTube coi. Rồi thí dụ mà có học tập á, tại vì cái định hướng tương lai của mình là muốn học lên thạc sĩ á, cho nên hiện tại mình cũng thỉnh thoảng củng cố kiến thức để học lên cao hơn. Dạ em cũng thích biết người như anh á. Cảm ơn em. Em thấy cô gái ngồi đối diện có quá hở hang không? Dạ vấn đề này thì cái size này có thể đi mặc đi làm được, không vấn đề gì ạ. Cái size mà cách ăn mặc của văn phòng á hay là dự tiệc á thì cái đấy mình không thể được, cái đấy là đồng bộ rồi, chuẩn tế rồi, mình không thể tiện cái áo ta đang như kia mà cái vá cổ lại nguy hiểm. Cho nên ý anh nói là mình đi mà bình thường với chồng con thôi, đi đâu thì ăn mặc bình nào, thì còn đi dự tiệc thì đó là cái sai mẫu rồi. Dạ. Mình không thể ép buộc được. Thường thì mấy người truyền thống cung kính này là luôn luôn thích sinh con trai đấy, em hỏi đi. Đó, thiệt mà. Đúng không em? Dạ đúng. Đó, gật đầu thấy chưa? Anh ơi, em có một cái câu hỏi đơn giản như thế này nhá. Anh thấy có phải là để sanh ra anh phải có ba và có mẹ, có nghĩa là có nam và có nữ. Nếu như mà toàn nam thì làm sao mà có con được ta? Thì như vậy phải có cả nam cả nữ chứ. À, đương nhiên anh muốn sinh ba đứa, hai trai một gái. Trời đất ơi. Sinh hai ba đứa, ba bốn đứa luôn cũng không có đàn trai thì em tính sao? Cái đó là chắc do ý trời không cho mình có rồi. Thì mình chấp nhận. Em không nghĩ phải là ý trời mà là do anh. Em có thích cô gái ngồi đối diện em không? Dạ em thích. Em có muốn cô ấy làm vợ của mình hay không? Dạ rất muốn. Nếu mà em đồng ý bấm nút và chọn anh là người chồng thì anh tin chắc chắn rằng em sẽ không hối hận. Em muốn lấy vợ lắm rồi. Nào, hãy để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha em nha. Quyền quyết định là của các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Bấm nút là đồng ý hẹn hò và tiến tới hôn nhân, chứ không phải bấm nút để kết bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Nào hãy nắm tay nhau đi hai bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Gửi tặng hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Chúc chàng trai Bắc Ninh sẽ sớm thông báo chúng tôi vào ngày 27 tháng 9. Nào nắm tay rồi, nắm tay nhau đi xem phim nè hai bạn. Vợ chồng xanh được thì cứ xanh. Còn rủ xanh không được rồi sao? Mình sống vậy đến già thế. Được không? Anh có buồn không? Anh chịu vậy không? Dạ được, em chắc chắn. Rồi mai mốt già ai nuôi anh? Hai người đương tự vào nhau thôi. Hello, chào bạn trai. Dạ, chào chị Cát Tường. Ở đó, tôi thích những người ăn to nói lớn như vậy đó. Rất là thoải mái. Đợi một chút xíu thì Tường sẽ ra mời bạn gái mình vào nha. Dạ. Rồi, ghế đây rồi cưng. Bên trái ngồi xuống ha. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho đối phương nghe những thông tin về cá nhân của mình. Mời bạn trai. Dạ, trước tiên em xin chào chị Cát Tường. Chào tất cả quý vị và đặc biệt là bạn gái bên kia. Em là Hồng Đức, sinh năm 1971. Trời ơi, sao trẻ vậy? Dạ, sinh năm 71 đó chị. Sinh 71? Dạ. Rồi, một lời khen, quá trẻ luôn. Cảm ơn chị. Quá trẻ. Sở thích của em là ca hát, khiêu vũ nghệ thuật. Công việc của em là dẫn chương trình hát với nhau khiêu vũ nghệ thuật. Dạ.
Thảo nào? Vâng, quê quán của em là ở Sài Gòn. Hiện tại mình đang sống với ai? Dạ, sống với anh chị trong gia đình, còn ba người. À, dạ. Còn ba mẹ? Ba mẹ mất lâu rồi. Mất lâu rồi. Dạ, vâng. Mời chị gái. Dạ, em xin chào chị Cát Tường. Chào anh bạn trai bên kia. Em là Nguyễn Thị Cẩm Hiền, sinh năm 1975, 44 tuổi. Làm việc và sinh sống ở xã Đông Thạnh, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Công việc của em là kinh doanh tự do. Sở thích của em cũng là yêu ca hát, nhảy múa. Ừ, hợp nhau rồi ha. Dạ. Chị đang sống với ai? Em sống một mình. Sống một mình? Thế ba mẹ gia đình mình ở đâu chị? Dạ, ba mẹ gia đình ở tại Cần Thơ. Ở Cần Thơ, wow, quê Cần Thơ mình. Dạ. Lên đây. Rồi bây giờ mình qua tới điểm mạnh và điểm yếu. Thế anh nghĩ bản thân anh là có những cái điểm mạnh gì, những điểm yếu gì? Ưu điểm của em á, biết nấu ăn. Mình thích ăn thì mình lanh vào bếp. Hơi nóng tính một chút, nóng nhưng mà có kìm hãm được. Còn gì nữa không anh? Biết trang trí nghệ thuật như là các mùa lễ Tết hay là Halloween hay gì đó, tất cả là biết là nghệ thuật mà mỹ thuật rồi em biết làm. Rồi. Như là trang trí được. Điểm yếu? Điểm yếu của em hả? Hơi dễ xui lòng. Hơi dễ xui lòng cụ thể là sao? Tôi nghĩ là em thì thực sự là cương trực lắm, nhưng mà nhiều khi mà người ta nói chút xíu mình có thể mình làm xui thôi. À. Dạ. Ai ngọt nói gì lòng liền là mũi lòng liền ha. Dạ. Thế còn chị có những cái điểm mạnh và điểm yếu gì? Dạ, em sống hòa đồng, thích nghi với mọi cuộc sống. Còn điểm yếu của em á là cũng hay giận hờn. Giận hờn mà giận hờn đúng hay giận hờn vu vơ? Giận hờn đúng, bạn bên đối phương mà biết sai năn nỉ thì em hết giận, nhưng mà nếu không biết thì em giận tới 10 năm sau vẫn còn giận. Trời ơi, chi mà khổ gì để bụng chi cho mệt vậy. Nếu người ta biết là người ta biết lỗi người ta đã xin lỗi mình rồi. Dạ, vâng. Nếu người ta không biết, người ta vô tình người ta lướt qua luôn mà mình lại ôm cái mối hận ở trong bụng là chỉ có một mình. Dạ, mình mệt thôi. Không có hận mà nó buồn, chỉ giận. Nó buồn. Dạ. Tình trường của anh chị thì sao nè, mời anh. Cũng nhiều cái xương xanh, chắc tình trường cũng dày cộm mà. Thật sự là hồi còn đi học á, em có quen một bạn gái. Lúc mà lớn thì chuẩn bị là hai đứa tí tớ hôn nhân á. Nhưng mà bên phía ba mẹ bên bạn gái á, bắt phải lỗi lỗi ăn trời khác, luật sư. Cho nên mình cũng bị sốc về vấn đề đó. Nên từ hồi đó đến giờ là em bị một mối tình đó cũng lâu rồi. Lâu là bao lâu? Chừng 25-26 tuổi. Rồi tới giờ? Đều 50 rồi. Rồi có mối tình nào khác nữa không? Em có một mối tình về sau là từng tầm 30. Thì em cũng quen một người nữ đó. Thực sự ra là một người nữ cũng đã có gia đình rồi. Chia tay và có một đứa con gái. Được 2 năm mấy á. Em dẫn về gia đình thì hồi đó ba mẹ còn sống. Ba mẹ nói là không có kết hợp được. Tại vì đã có gia đình rồi. Mới lại một phần hai bên đạo khác nhau á. Mà anh là đạo gì? Em đạo Thiên Chúa. À. Mà cô gái nó không theo đạo. À. Cho nên ba mẹ không đồng ý. Thì cũng mới 30 rồi, giờ tới 50. Bây giờ thì thời gian em đi làm thì công việc có đam mê thì cứ làm xong nó cứ quên thời gian đi. Mà bây giờ mình còn thích đàn bà nữa không? Còn thích phụ nữ nữa không? Trời, dĩ nhiên em thích, em mới tới đây để đến với chương trình chứ. Có ai bà đồng nghiệp, bạn bè hay gì đó chỗ làm có ai nghi ngờ, đánh giá gì về giới tính của anh không? Họ nghĩ mình 50 mà không có tiền, họ nghĩ có một vấn đề họ nghĩ. Thẳng ra luôn là họ nghĩ mình là bóng hay là BD. Dạ, nhưng mà bản thân mình khẳng định thân là mình biết mình. Mình không bóng, mình không bóng. Đúng không ạ? Chính xác. Tại vì bây giờ chương trình này rộng mở lắm. Nếu mà anh giới tính đó, em sẽ tìm người giới tính đó em mai mối cho anh thôi. Không, mình cứ thiệt thẳng thắn, tính mình sao mình nói vậy. Mình thích phụ nữ. Mình thích. Họ nghi ngờ anh là cũng có cái cơ sở. Dạ đúng. Do anh là làm nghề mình nghệ thuật cho nên lúc nào cũng trao chuốt nè. Quất một cái áo cũng là lấp lánh, thí dụ vậy, rực rỡ. Tóc tai lúc nào cũng láng con, thậm chí dầu thơm hay treo mút, đúng không anh? Dạ vâng. Đó, ra thì trai mình cũng ngọt, gái mình cũng ngọt. Anh nếu mà anh làm trong cái nghề làm MC, dạ, mà dẫn chương trình mà hát với nhau nữa thì có rất nhiều cô, rất nhiều bà. Mà tại sao không ai ngắm nghĩ anh, hay là anh không để ý ai hay sao? Thật sự là có. Đó. Có vài người cũng nói chung là cũng bảo em là sống với chị đi rồi chị chăm sóc rồi chị nuôi. Thật sự là em chỉ đam mê công việc chứ không đam mê cái đó. Rồi, tạm tới đó đi ha. Dạ vâng. Rồi, dạ mời chị. Dạ em có một mối tình gọi là kết hôn rồi. Em có một bé năm nay 24 tuổi. Wow, bé gái hay bé trai? Dạ, gái ra trường rồi. Ra trường rồi, giờ bé sang sống chung với mình luôn hay dạ, sao? Dạ, bé sống chung với ba, chia tay thì cũng 19 năm. À, chia tay 19 năm dạ. Rồi, giờ chắc anh ấy cũng có gia đình mới dạ, rồi chứ hả? Anh ấy có gia đình mới, có con rồi. À. Dạ. Mình sống với nhau được bao lâu? Dạ, sống với nhau được 5 năm. Lý do sao chia tay vậy chị? Và nói chung em thì lúc đó cũng còn mồng một. Thì anh lớn hơn em 8 tuổi. Thì lúc hai người lấy nhau thì cũng giống như là say nắng vậy đó.
không có yêu nhau lâu, trong vòng 1 tháng thôi. Thế từ đó đến nay cũng gần 20 năm, chị được có trải qua thêm bao nhiêu mối tình? Dạ em cũng có 2 mối tình. Mối tình thứ nhất thì em quen cái anh bạn trai thì anh cũng có gia đình rồi mà em không biết. Sau khi em phát hiện ra 1 năm sau, chưa tới 1 năm thì em chia tay. Rồi. Có nghĩa là người ta gạt mình, ta không cho mình biết, ta giấu. Dạ đúng rồi. 6 năm sau thì em quen tiếp lại mối tình nữa thì anh đó thì ghen quá. Chị làm cái gì mà bạn trai chị ghen? Anh ghen vụ gì? Dạ không, anh đó thì là giáo viên. Dạ. Anh thì anh thích người truyền thống vậy đó. Không có thích là đi hát rồi đi lâu lâu. Em cũng hay ra em đi xả stress, đi phòng nhảy rồi em nhảy 1 bài 2 bài rồi uống cà phê đi chơi vui hoa. Dạ đúng rồi. À sao vậy, mai mốt anh có bạn gái có vợ, anh có cho bạn gái anh hát hò rồi tới đi khiêu vũ gì đó rồi anh có ghen tuông, anh có cho người ta đi không? Em có một cái này chưa nói nữa. Rồi nói đi. Em làm bên khiêu vũ nghệ thuật á, em có nhảy nữa. À cho nên cái đó là va chạm nhiều. Thì em cũng làm thêm cái nghề là MC, có thể nó va chạm rất là nhiều. Cho nên cái sự ghen tuông, nếu mà ghen tuông thì thực sự ra là cũng hơi khó. Nhưng mà rồi em ngược lại, em muốn bạn gái em thông cảm với mình, đó là công việc làm. Lâu lâu bạn gái cũng có những cái sở thích gọi là giải trí như vậy, thì em có ghen tuông, em có dạ cho không? Dạ không, em hiểu. Bạn gái muốn làm gì thì không sao, nhưng mà đừng có kiểu như quá đà của mình thôi. Phải biết giữ mình, biết cái giới hạn. Quá đà, đừng có lừa dối người bên mình được rồi. Còn em thì em vô tư lắm. Cô chia sẻ là giờ cổ có từng gãy đổ, có con rồi, thì anh có ngại không? Tuổi em nó đến tuổi này rồi, cũng không ngại ngùng gì. Nếu mà bé nó 24 tuổi rồi, lớn rồi, tự lập. Dạ, ra trường tự lập rồi. Nhưng mà quan trọng là bé có đồng ý hay không? Sao chị? Bé vẫn khuyến khích mẹ đi tham gia chương trình nhiều lần. Đó, chị là cũng lớn tuổi rồi đó, mà anh là chưa có con. Dạ. Rồi bây giờ lấy nhau rồi chuyện con cái thì sao? Về vợ chồng sanh được thì cứ sanh. Còn rủi sanh không được rồi sao? Mình sống vậy đến già thôi. Được không? Anh có dạ buồn được không? Anh chịu vậy không? Dạ được, em chắc chắn. Rồi mai mốt già ai nuôi anh? Hai người nương tựa vào nhau thôi. Hợp lý luôn. Dạ. Thấy ổn không chị? Nếu như mà tình trạng sức khỏe tốt, kinh tế tốt thì sẵn sàng. Nói chung là cũng tùy theo trời cho đi ha. Dạ. Mình cứ để tự nhiên ha. Cái kinh tế của em thì không cao lắm đâu. Nhưng cuộc sống ổn định không? Dạ, nó cũng ổn, nó bình ổn. Rồi mình dự kiến sau này nếu mà lấy vợ dạ, rồi mình ở đâu? Dạ, ở nhà em luôn. Vẫn ở nhà dạ đó? Dạ, ở nhà gia đình em luôn. Dạ. Rồi ở chung anh chị em đông đúc rồi, không, em không, dâu không, chị dâu có vấn đề gì không? Dạ không, bây giờ nhà em chỉ còn có em, một người chị, một người anh thôi. Ủa chị có đạo gì không? Dạ em đạo Phật. Rồi ví dụ lấy ảnh rồi có phải theo đạo Công giáo có theo được không? Dạ không có sao. Không có sao. Ba mẹ em mất rồi bây giờ không sao hết. Bây giờ em thì dễ lắm. Giờ đạo hai người đó giữ cũng được. Dạ, đạo nào thì quan trọng có là cái tâm của mình để có yêu nhau hay không, dạ, có muốn chia sẻ nhau hay không, có chung thủy yêu nhau, tin tưởng nhau không. Vậy thì tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng rồi đó. Rồi bây giờ mẫu người lý tưởng của chị là như thế nào nè? Chị muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Dạ em thì muốn tìm một người đàn ông là chung thủy. Biết chia sẻ công việc gia đình. Rồi. Còn sống có trách nhiệm. Rồi. Thế còn anh muốn tìm một mẫu người như thế nào? Dạ, em thích một người bạn gái là đơn giản, không xe xua, sống chân thực, trung thủy. Dạ. Nếu mà có mái tóc dài em khoái nha. Rồi. Cho em mượn cái hình của chị coi. Đây, chị tìm đi. Ở trong này có ảnh ở trọng á. Một tấm thôi, tìm đi, rồi tưởng tượng đi. Hình dung cổ trong này có đủ nè, tóc ngắn có, tóc dài chắc có, tóc đen có, tóc nhuộm có. Và anh thích ai? Áo đỏ. Tại sao anh lại chọn áo đỏ? Tại vì em nhắm cái tuổi. Anh hình dung bây giờ bên đây cổ đang bận áo màu gì? Tóc cổ đang như thế nào? Áo màu kem, trắng kem. Trắng kem? Sao không chọn cô nào trắng kem mà chọn cô màu đỏ? Ở đây đâu có đâu. Đây toàn áo đen với áo đỏ. Cổ tóc dài hay tóc ngắn? Dạ, chắc ngang lưng chứ. Chắc ngang lưng hả? Ừ. Rồi. Giờ là anh giờ anh quyết định chọn cô áo đỏ đó phải không? Dạ vâng ạ. Rồi, bây giờ còn chị, chọn anh nào? Áo xanh. Áo xanh, tại sao lại chọn anh áo xanh? Chị thích màu xanh hả? Em cũng thích màu xanh, nhưng cái gì em thấy anh áo xanh này thì đúng độ tuổi. Đúng độ tuổi. Hai người này chọn người yêu mà chọn theo màu không vậy ta? Cái hình đó nó hơi lâu rồi nha. Cái hình này là cái hình của 20 năm về trước đó. Không, cũng 7-8 năm trước, 10 năm trước đó. Hình 10 năm về trước á? 10 năm về trước. Còn dạ, hình của em là lâu chưa? Hình này lâu chưa chị? Hình của em mới đây. Mới đây. Mới đây. Rồi, bây giờ hai anh chị cứ giữ cái tấm hình chọn của mình dạ nha. Vâng. Bây giờ em sẽ mở cửa trái tim ra để mình xem coi cái cảm nhận đầu tiên của mình ngày hôm nay đúng hay không nha. Dạ, xin mời anh chị.
Em có hoa tươi thắm. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn. Dạ em cũng tặng anh quyển sách tựa đề là Hôm nay hãy chỉ yêu thôi. Dạ em cũng gửi gắm cái tình cảm của em vào quyển sách này. Mong anh đọc và dạ cảm ơn em rất nhiều. Nhẹ nhàng quá, dễ thương quá. Rồi thôi ngồi xuống đi. Dạ vâng. Rồi bây giờ mình coi lại tấm hình coi mình chọn sao nè. Đây. Hồi nãy là tính lựa tấm này vậy đó. Rồi sao tính vậy rồi còn sao? Không, tại vì em nhắm thật cái lứa cái tuổi của bạn gái bên kia thì em nhắm người áo đỏ. Còn chị cũng sai luôn. Ảnh đâu? Tại vì cái tấm trời tấm ơi. Đó mình chụp nó hơi bị lâu đó. Dạ do anh chụp lâu quá dạ. Nên em đoán độ tuổi thôi. Nhưng mà giờ cảm xúc đầu tiên khi mà em mở cái cửa trái tim này ra thì cảm xúc của anh chị lần đầu tiên thấy mặt nhau là như thế nào ạ? Dạ anh cũng đẹp trai. Dạ cảm ơn. Làm hát với nhau chắc là hát hay đúng không? Dạ vâng. Em khó không? Em hát thì kia cũng được. Thôi bây giờ được thì làm tuổi rồi. Bài đi. Nhưng mà thật sự em chỉ thuộc thích hát bolero à? Bồ nhạc gì cũng được. Dạ nghe anh hát không chị? Dạ. Rồi mời anh. Em hát tặng chị Cát Tường và tất cả quý vị và bạn một ca khúc rất dễ thương, Tình yêu trả lại trăng sao. Rồi, mời anh. Tôi hết rồi người đã xa tôi, quên hết lời thề ngày xa xưa, quên đường xưa lối qua ngậm ngùi, nghe thời gian bước đi bồi hồi, hai ta cùng chung lối. Ôi những kỷ niệm ngày bên nhau, nay chỉ còn là niềm thương đau. Sao tình yêu hóa ra hận sâu, sao dịu em hóa ra nghẹn ngào, sao cuộc đời tựa chiếm bao. Sao cảm nhận giọng hát của anh như thế nào? Dạ anh hát hay. Ok, Tường sẽ mời hai anh chị chúng ta sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Bao Điểm Sống nhé. Và anh chị sẽ có những thời gian để trò chuyện trực tiếp với nhau. Tường ra ngoài một chút xíu thôi, Tường sẽ quay lại ngay. Dạ, cho anh chị cái không gian riêng với nhau nha. Dạ. Tường mời hai anh chị sẽ thưởng thức những cái món ăn của nhà hàng rất là ngon, rất là đặc biệt và rất là bắt mắt nha. Đây là món bánh bao kim sa nè, rồi xôi gà trân châu trứng muối, rồi chân gà hấp tàu xì nữa. Mời anh chị. À, xin mời Hiền. Dạ, em mời anh. Nãy anh nói anh làm việc ở đâu em nghe chưa rõ. Anh làm cũng chạy nhiều nơi, ở đâu cần thì mình đến. Anh làm nhiều địa điểm. Ừ thì cái nghề của anh mà nghề này nói chung là bôn ba. Nhưng mà anh chỉ làm trong thành phố thôi. Dạ. Chứ ít khi nào ra ngoài bên ngoài em dùng đi. Dạ mời anh. Anh thấy em sao? Không, em nhìn em đằm thắm phúc hậu dễ thương. Dạ. Khi mình nhìn vô rất là có cảm tình. Em thấy anh chưa lập gia đình thì anh có ngại về vấn đề em đã có gia đình. Thì cũng như anh đã nói, nếu mà có con thì càng vui. Quan trọng là em sống tin tưởng nhau. Em thích đi hát, rồi em thích đi khiêu vũ, anh không cấm. Đây là cái sở thích của mình mà. Mỗi người có một sở thích. Em sống rất là chung thủy. Anh cũng vậy, không có. Cái đó là cái đam mê của mỗi con người thôi. Em muốn đi đây đó thì em phải hỏi. Anh có vô tư thì không có nói gì hết á. Không, nếu như mà em có gia đình thì em thích đi chơi với lại người yêu mình hay chồng mình chứ. Thật sự là anh cũng, em biết khiêu vũ thì đây cũng biết khiêu vũ thì nó cũng dễ. Dạ em chỉ biết thích thôi chứ còn giỏi thì em không có giỏi. Không. Do là em chỉ có học để biết thì cho nói chung là thể thao đúng không? Dạ thể thao. Đúng rồi. Dạ. Cái đó nó cũng tạo được cái sức khỏe cho mình nhiều lắm. Dạ. Nếu anh hiểu được vậy thì là tốt. Thì lúc đầu thì hai đứa mình gặp nhau thì những tâm sự gì tính cách mình phải biết cho nhau. Rồi về sau mình tìm hiểu nhau thì nó mới dễ hơn. Đúng không? Dạ đúng rồi. Em nghĩ anh làm trong môi trường đó thì người đẹp cũng nhiều. Nói chung là có, nhưng mà em hiểu không, nó không phải như em nghĩ đâu. Dạ. Hay anh có ác cảm về cái người phụ nữ đi khi dụ? Nó có. Nếu mà ác cảm đâu, anh đâu có làm đâu. Quá là có ăn không? Em si nói quá rồi, chỉ nghe chứ không ăn được luôn phải không? Dạ. Đừng có ăn giết chỉ nha. Không có, tại vì hai đứa em muốn nói để cho
nó thông qua thông suốt cái vấn đề đó thôi. Nãy giờ thông được nhiêu rồi? Dạ cũng hiểu nhau rồi. Hơi thông thông rồi ha. Dạ vâng. Dạ. Thật sự á, mình cũng từng trải, mình sẽ hiểu được nhau, mình sẽ cảm thông với nhau được nhiều hơn. Dạ. Cái tuổi mình ăn thua là sự chân thành, đúng không anh? Đúng anh. Chứ bây giờ mà giấu giấu giếm giếm mới cũng lòi ra hết là cũng không có được. Thà mình nói trước ngay từ đầu, anh muốn người ta thông cảm hoàn cảnh của mình. Thế thì anh có sẵn sàng để mà cảm thông được cái hoàn cảnh của cổ chưa? Những vấn đề mà bạn gái đã có gia đình và đã có con lớn rồi thì em vẫn chấp nhận. Quan trọng là bạn gái có chấp nhận em không thôi. Rồi. Hôm nay quan trọng là cái buổi hẹn hò này là có con gái của cổ đi theo. Dạ vâng. Bây giờ sẽ Tường sẽ mời con gái của cổ vào để cho ít nhất là mình cũng gặp mặt nhau, mình chào hỏi một câu. Dạ vâng ạ. Lúc đầu em lo nghĩ lắm, em sợ đó. Con gái em hiền. Dạ không. Ý là sợ bé, có nghĩa là thương mẹ rồi không muốn cho mẹ xa mình. Bây giờ người thật việc thật, xin mời con gái vô đây con ơi. 24 tuổi ha, đang sống với bố ha. Rồi, trước tiên là con giới thiệu con tên gì? Dạ con tên là Ngân Khánh. Ngân Khánh, nãy giờ con ngồi ngoài con theo dõi hết cuộc nói chuyện của chú với mẹ hết rồi phải không? Dạ đúng rồi. Rồi con phát biểu cảm nghĩ cho cô, nghĩ sao nói vậy cho cô nha. Dạ thật ra thì con thấy là nếu như mà nói về những cái tiêu chuẩn mà mẹ con đưa ra để mà kiếm cái người đàn ông mà bên cạnh mình á thì nói chung là cả một cái list rất là dài. Dù sao thì con thấy là nó vẫn có một cái rất là tươi sáng cho cái mối quan hệ này, tại vì cả hai người đều có cùng sở thích chung. Mẹ ở tuổi này thì con nghĩ là cũng đã lo lắng cho con cũng hơn 20 năm rồi, thì con nghĩ là cũng đến lúc để mẹ có những cái niềm vui riêng của mình. Giống như là chú cũng có lo lắng là không biết là con gái thì có sợ là có giữ mẹ hay không. Dạ, đúng. Thì đúng. Con lại quan điểm khác là thật ra là khi mà mình yêu thương người nào đó nhiều quá là mình để cho người đó sống hạnh phúc thì đó mới là yêu thương. Nếu mà mẹ đồng ý với chú thì con vẫn sẵn sàng thôi. Chú có lời nào muốn nói với con gái không? Cho tiên chào Vân Khánh nhé. Dạ. Chung là hai bên đều có một cái sự hòa hợp nhau. Chú nói thật là cái công việc của chú với lại cái tính cách mẹ với con thì nếu mà đồng ý thì đồng ý, còn không đồng ý thì cái đó là cũng được, là có niềm vui làm bạn bè, là thêm một người bạn là tốt thôi, đúng không con? Dạ đúng. Bây giờ con có muốn nhắn nhủ gì với mẹ không, trước khi một chút xíu nữa mẹ sẽ đưa ra quyết định của mình? Dạ thì mọi quyết định là vẫn là do mẹ, có cơ hội thì cứ thử thôi. Cảm ơn con nha. Dạ rồi. Rồi con chào đi. Bé nói rất là đúng, cơ hội là của anh chị, với là anh chị cũng có tuổi hết rồi. Quan trọng là cảm xúc, sự chân thành, và quan trọng là hai người cảm thấy mình có phù hợp với nhau hay không. Dạ. Nếu hợp là nó hợp, mà không là nó không thôi. Em có một cái suy nghĩ, nếu mà hai vợ chồng đồng lòng với nhau thật sự là bất cứ việc gì cũng thành hết. Đúng rồi, đúng. Rồi sự nghiệp mình cũng lên. Dạ. Yeah. Bây giờ tôi sẽ thay mặt chương trình tạo cho anh chị thêm những cái cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn, mình cảm thấy thân thiết hơn. Dạ mời anh bóc một lá bài đọc lớn lên những yêu cầu ở trong này. Anh hãy tô thêm son môi bạn gái. Anh hãy tô son vào môi bạn gái. Dạ. Yeah. Rồi đó giờ có làm điều này cho ai chưa? Cái này thì thật sự là em chưa bao giờ em đụng tới. Hay là hôm nay mình có cơ hội đụng tới, anh nhắm anh làm được không? Dạ được. Rồi xin chương trình cho một cây son đi ạ. Trời ơi. Rồi anh qua bên này và anh tô son cho cổ đi ạ. Xin phép hiện cho mình. Cái tay cầm cái son cũng điệu nghệ dữ ha. Giới tính rõ nét ghê vậy đó. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Rồi, bây giờ mời chị đọc lớn giùm em đi chị. Em hãy tự tay hết kiểm tra độ men của bạn trai đối diện. Trời ơi, tự tay kiểm tra, không biết kiểm tra cái gì luôn. Mời chị qua bên đây. Làm gì đó chị em không biết mà chị tự tay kiểm tra độ men của ảnh. Chị muốn làm gì chị làm. Mình bước qua đây đi chị. Ảnh mới vừa qua bên mình rồi, mình qua lại. Làm sao đây, tự tay test độ men của ảnh. Chứ hồi nãy ảnh cầm cái son cho chị, cái tay ảnh đánh son vậy nè. Đó, chị test đi. Okay, với kinh đúng, nghiệm của chị. Đúng quá cầm. Với anh cầm cục, chạy vô cầm vậy. Cơ bắp về... Được không? Được. Vậy thôi hả? Kiểm tra cơ bắp là biết men đó hả? Men. Trời chị sai lầm rồi. Thiếu gì anh cuồn cuộn mà không có men đâu nha. Này. Thôi bây giờ vậy. Anh là có làm thêm nghề tay trái là khiêu vũ. Chị thích đi khiêu vũ hồi đó. Vì đi khiêu vũ và bạn trai ghen chia tay. Bây giờ hai người thử dìu nhau làm một điều gì đó thử bây coi mình được không? Đi rumba ha. Rồi mời anh chị. Đó, sân chơi này dành cho anh chị. Anh tự làm nhạc luôn nha.
Hay quá. Trời, không ai không cần nhạc luôn. Nhạc từ trong đầu ra luôn, ghê thiệt. Quá xuất sắc. Con gái ngồi ngoài thấy đẹp không con? Quá đẹp luôn ha. Trời ơi. Trời ơi. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, tuyệt vời anh chị ơi. Trời, em nổi da gà hết trơn nè. Trời ơi là trời. Hồi trẻ em cũng đam mê đó. Em muốn lớn lên xíu á. Có tuổi là em cũng đi khiêu vũ rồi. Em cũng nhảy vậy đó. Mà giờ em lớn lên em không có làm được. Tại vì cái này niềm đam mê của em. Đúng rồi. Vậy nhưng mà trùng khớp với cái dạ, niềm đam mê của cổ luôn. Thì bạn gái này rất đẹp. Dạ. Thôi, trước mắt là Tường chúc mừng anh chị. Bây giờ là giây phút hai anh chị lắng động. Chúng ta sẽ chuẩn bị để đưa ra cái quyết định của mình. Là có bấm chương trình chỉ tạo cho anh chị một cái cơ hội thôi. Dạ. Còn nắm bắt hay không là quyền của anh chị. Mình thật sự cần điều gì ở đối phương sau 3 tiếng đếm của Cát Tường. Nếu anh chị quyết định chọn nhau để tìm hiểu, để đi xa hơn thì anh chị cùng bấm nút. Nếu anh chị cảm thấy là đây chỉ mới là một người bạn thôi thì chúng ta có quyền lấy tay ra. Mời anh chị đặt tay vào nút bấm và mình nhắm mắt lại nha. Sau 3 tiếng đếm của Cát Tường, đồng ý bấm thật mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 1 2 3 tại sao chị không bấm? Em cũng xin lỗi anh là vì em chưa có cảm xúc gì. Ok, không sao. Chúng ta có thể làm bạn. Ok, nếu mình cảm thấy ưng thì mình hòa hợp mình bấm. Nhưng mà anh vẫn thích anh bấm. Đúng rồi. Tại vì anh cảm nhận em là người rất là hiền dịu. Dạ. Mà chân thật. Dạ. Nên anh cảm nhận được cho nên anh bấm. Phần em, nếu mình không bấm thì mình vẫn là bạn bè thôi. Thật sự người phụ nữ khó hơn người đàn ông. Dạ đúng. Trải qua nhiều, càng nhiều cái đau khổ, những cái thăng trầm, những cái mất mát, họ lại càng dè dặt hơn. Dạ. Em rất là buồn luôn, tại vì em thấy cặp đôi rất là xứng đôi, rất là dễ thương. Nhưng mà anh chị không bấm nút là Tường không có hoàn thành trách nhiệm làm mai mối của mình, Tường rất buồn. Nhưng Tường phải trân trọng cái quyết định của anh chị. Thôi thì hôm nay chúng ta chỉ là bạn, nhưng biết đâu trên cái con đường làm bạn đó chúng ta vẫn có nhiều cơ hội. Bây giờ là có thêm một người bạn để khiêu vũ nè. Dạ vâng. Biết đâu vậy, anh cho chị địa chỉ chị tới những chỗ anh làm chơi. Rồi, xin mời hai anh chị. Mặc dù là mình không bấm nút hẹn hò, chúng ta vẫn có thể là bạn nhé. Và Tường thay mặt chương trình gửi tặng chị một phần quà. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì, không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Thôi thì bà Mai sẽ cố gắng ở tập sau nhé. Chúc hai anh chị sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Em cũng chúc anh như vậy nhé. Hẹn gặp lại vào lúc 12 giờ trưa thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh Mai TV quý vị nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ sáng thứ ba, thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, trước giờ thì em trải qua được hai mối tình. Mối tình đầu của em thì quen hồi sinh viên đại học, sau đó thì quen được một năm rưỡi thì bạn đó chia tay với lý do là bạn đó muốn quay lại với người yêu cũ, và hiện tại thì bạn đó cũng kết hôn với người đó rồi. À trời. Dạ thì em trải qua bốn mối tình. Dạ. Ví dụ như người đầu tiên là người gì? Dạ, người đầu tiên là người Việt, người thứ hai là người Đài Loan, người thứ ba là người Nhật và người thứ tư là người Hàn Quốc. Wow, em đi du lịch thế giới hả? Cát Tường và Hứa Minh Đạt hân hoan chào đón quý vị đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Kính thưa quý vị, như vậy là một tuần nữa đã trôi qua và chúng ta lại gặp nhau. Và không để quý vị khán giả chờ lâu, chúng ta sẽ đến với hai chàng trai của ngày hôm nay. Xin mời. Trời ơi, cười tươi quá. Wow. Quá dữ. Tài. Hay quá.
Dạ bây giờ không chờ gì nữa. Mời hai cô gái đến chương trình. Hai chàng trai nhìn thẳng vào ống kính. Xin mời em. Wow. Em bước cho theo nhé. Wow. Đó, bên này cũng cười rất là tươi. Tươi không, tươi không? Cười hoài luôn, cười tươi. Trời bên đây cười tươi dữ lắm nha. Em trai ngồi ghế màu xanh. Giới thiệu cho Tường nghe nè, em tên gì? Dạ, em xin được tự giới thiệu, em tên là Thủy Hoàng Dân. Em sinh năm 1991. Họ Thủy. Dạ. Ồ, lạ vậy ta. Dạ. Thủy Hoàng Dân. Dạ. Dạ. Em đang làm công việc gì? Hiện thì em đang là quản lý câu lạc bộ mang tên em và hiện đang kinh doanh mặt hàng hạt dinh dưỡng online ạ. À, quê mình là ở đâu Dân? Em quê ở, em ở là thành phố Buôn Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ừ, rồi giờ mình đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh chứ hả? Dạ, em hiện đang làm công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của Dân là gì nè? Dạ, thì em có ưu điểm tính cách của em là thì mạnh mẽ, tự tin và học bác. Em là người luôn biết quan tâm và chăm sóc bạn gái. Ừ. Điểm yếu của em thì em thì hay quên lặt vặt, nhất là hay quên ví mình bóp khi đi làm. Mốt đi ăn bạn gái đừng quên bóp nha. Dạ, con nhớ điện thoại là được rồi. Quẹt thẻ. Quẹt thẻ. Quẹt thẻ trên điện thoại. Dạ. Rồi. Thì bây giờ đây là cô gái xinh đẹp, mặc áo đỏ, ngồi chiếc ghế màu xanh. Giới thiệu về mình đi nè. Dạ, em chào anh Hữu Minh Đạt, em chào chị Cát Tường và tất cả mọi người đang xem chương trình. Em tên là Bích Trâm, hiện tại năm nay em 26 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Và công việc hiện tại em là gì? Em đang làm quản lý của một cái store mỹ phẩm của một công ty xuất nhập khẩu. Quản lý rồi có hung dữ không? Tại vì thường thường quản lý người ta hung dữ lắm. Em bị cái là ở công việc em không có, ví dụ như em hơi khó chịu, em có thể không có cọc với mọi người ở chỗ cửa hàng đâu. Nhưng mà nếu có bạn trai thì em sẽ về em kiếm chuyện với bạn trai em. Ồ, áp lực vậy. Cho anh hỏi thăm cái trang sức em đeo là cái này là cái cục này cục gì? Dạ, cái này là đá phong thủy. Đá tại phong vì thủy. Để kiếm bồ. Bồ đeo đá phong thủy để kiếm bồ. Cái này là cái bùa kiếm bồ. Hàng gì thấy nãy giờ nó hướng hướng vậy hoài. Bây giờ em nói điểm mạnh, điểm yếu em đi nè. Điểm bây yếu giờ là của có em bùa kiếm bồ nè. Điểm yếu thì giờ hỏi em không nhớ điểm yếu, nhưng mà điểm mạnh của em là ca hát. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rồi, 2-trong-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Hát liền đi Tứ. Làm câu nè, cho nó xôm lên nè. Một tràng tay nè. Em sẽ tặng cho mọi người một đoạn nhỏ, một đoạn điệp khúc của ca khúc Tình Yêu Màu Nắng nha. Và em muốn biết nơi trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay, sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy, hay là nỗi xót xa. Có hay rằng tình yêu em luôn bao la, rồi sẽ đến một ngày em chợt nhận ra tình ta như đóa hoa bởi khi nắng mai. Khi đôi môi lại rạng rỡ, tình ta chẳng phải nhòa. Oh yeah. Wow. Ủa ai đúng tay mà hay quá vợ? Dạ, dạ em á. Dạ. Dạ em. Ừ, chứ chị biết chắc không phải Đạt rồi. Đạt đâu có bún giòn mà bún ngon mà bún hay vậy được. Cái điểm yếu của em là em bị nóng tính á. Em cục lắm. Nhưng mà ý là cục ở đây á, nghĩa là chỉ có ở nhà thôi. Còn đi ra ngoài đường, ví dụ nhiều khi muốn đánh người ta lắm, nhưng mà em về một là em đánh bồ em, hai là em đánh gối thôi. Sao nãy giờ cứ nghe bà xã đánh bồ không vậy trời? Không phải đâu, nhưng mà ví dụ như em có cọc như vậy, nhưng mà bù lại em có thể là đi ra đường em không có dịu dàng với ai, nhưng mà về nhiều khi em lại dịu dàng với bạn trai em thì sao? Dịu dàng với bạn trai em thì sao? Lúc nào cần dịu dàng thì dịu dàng. Rồi qua bạn anh đỏ luôn đi, qua bạn xanh luôn. Bạn nữ. Trời ơi, nụ cười thật là tươi tỏa nắng luôn, giới thiệu cho mình đi. Dạ, em tên là Tiên, năm nay em 25 tuổi, hiện công việc hiện tại của em là trợ lý giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu của nước ngoài. Em sinh sống ở đâu? Dạ em hiện tại sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Em ở đây em ở quận mấy? Dạ quận Nhất. Trời ơi, quận Nhất nhà giàu lắm ha. Dạ cũng bình thường. Bình thường nha, mấy tầng?
Dạ, ba. Ba tầng ở ngay quận nhất luôn, trời ơi. Ở dưới có thuê cho thuê mặt bằng không? Dạ, có. Trời ơi, sao quá trời quá đất vậy trời. Trời ơi, quá xuất sắc. Hai cô gái tụi hôm nay quá ngon lành luôn. Thiệt tình. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Thúy Tiên? Dạ, em thấy điểm mạnh của em là biết nhận sai. Biết nhận lỗi hả? Dạ. Còn điểm yếu của em thì chắc là không bao giờ thấy mình sai hết trơn. Trời ơi, biết nhận sai mà có thấy. Ủa, sai đâu mà sai mà nhận gì? Tôi bắt đầu tôi rối rồi đó. Còn cái điểm yếu của em là? Dạ là không bao giờ thấy mình sai. Điểm mạnh? Dạ là biết nhận sai. Điểm mạnh? Là biết nhận sai. Rối chưa, rối chưa? Dạ. Quá rối. Cuối cùng là ai sai? Dạ bạn trai. Bạn sai. Bạn trai sai. Ủa hiểu. Lanh bạn trai sai. Em có hay hung dữ không? À dạ thì cũng lâu lâu cũng hơi nóng tính một chút. Nóng tính thì em làm gì? Dạ em chỉ im lặng thôi chứ em cũng không đánh bạn chơi như người ta. Nhiều khi muốn đánh người ta lắm nhưng mà em dèm. Một là em đánh bộ em, hai là em đánh lưới thôi. Im lặng nóng tính. Tự nhiên nói cô đó xung quanh nhìn em. Em có giận quá thì em có nhéo hay gì không? Hay dạ, gì? Dạ không, tại vì em sợ hư móng quá anh. Em sợ hư móng quá anh. Trời thú vị quá à. Thú vị quá à, Tường ơi. Ủa người ta đẹp, người ta giỏi, người ta giàu, người ta có quyền chứ bộ, đúng không? Em lúc nào cũng đúng, chỉ có anh là sai thôi. Rồi bây giờ chào em trai ghế đỏ nè, em giới thiệu về mình đi, đừng có quýu nhau. À, lời đầu tiên thì em xin chào trường quay, chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Thì em tên là Đỗ Minh Huy, hiện tại thì em 26 tuổi và đang là chuyên viên tư vấn bất động sản làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở đâu? Dạ em sinh ra và lớn lên ở tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Nói chuyện nghe rõ ràng quá, dân sale nó rõ ràng mạch lạc ghê ha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em thì em cảm thấy em là người khá là dễ chịu, giữ bình tĩnh tốt, không có nóng tính. Hay à. Cũng không thích nhậu nhẹt, em chỉ thích đi tập gym hoặc và chơi bóng đá thôi. Chăm chơi thể thao. Ngoài ra mình có cái tật xấu gì không? Sao nghe hoàn hảo quá vậy? Dạ, nhân vô hợp toàn. Thì em thì cũng có nhiều điểm xấu lắm. Dạ, tật xấu của em thì có thể là chắc là tính là có thể là nhiều đôi lúc sẽ hơi càm ràm, nhiều lúc mà cái người mà mình quan tâm mà làm không đúng ý mình á thì sẽ hơi nhắc nhở và nhắc nhiều lần á, đôi khi làm cho người đối phương khó chịu. Còn những người mà mình không quan tâm thì mình kệ họ, cũng có thể gọi là đó là tính thờ ơ đi. Dạ, tật xấu nữa là đúng hẹn hơi không tốt, tại vì nhiều khi là hẹn bạn bè hoặc là bạn gái đi thì đi trễ, thường thường có khi 10 phút, khi 15 phút. Cái giấy? Dạ. Sao thì... hẹn bạn gái mà đi trễ rồi làm sao? Rồi bạn gái tới đợi hả? Dạ, đó là tật xấu của em đang cố gắng để em khắc phục. Cái điểm yếu này phải khắc phục ngay và luôn nha. Dạ. Trời ơi, tình trường sao? Đó giờ mấy mối tình rồi? Dạ, trước giờ thì em trải qua được 2 mối tình. Mối tình đầu của em thì quen hồi sinh viên đại học, theo đó thì quen được 1.5 năm thì bạn đó chia tay với lý do là bạn đó muốn quay lại với người yêu cũ, và hiện tại thì bạn đó cũng kết hôn với người đó rồi. Trời, em không có gì là người ta chỉ muốn gọi là lạc lối một chút để coi coi cái tình cảm sao mà đến với em ta thấy thôi, thay ta về với người yêu cũ người ta hạnh phúc hơn. Dạ đúng. Rồi mối thứ hai. Dạ, mối tình thứ hai thì sau đó khoảng hơn 1 năm quen một bạn là học chung trường cấp 3. Quen mối tình cũng kéo dài khoảng hơn được 1 năm luôn. Và bạn đó chia tay vì lý do là bạn đó đi du học bên nước ngoài. Và cảm thấy hai đứa không có tương lai nên bạn đó không muốn tiếp tục mối quan hệ. Dạ. Rồi đi luôn. Dạ vâng. Tới nay bao lâu rồi? Tới nay là khoảng hơn 2 năm rồi. Bạn có bị thất tình không? Yêu thì phải thất tình chứ anh. Không, mà mặt bạn này lúc nào cũng vui, lúc nào cũng tươi hết á. Có khi nào em buồn không? Dạ có buồn, nhưng mà tại vì em buồn thì em ít khi nào mà thể hiện ra bên ngoài cho mọi người biết. Thì tình mà em có duyên mà vui quá thì anh không biết khi nào. Ôi trời. Lúc nào cái mặt cũng cười hết đó. Dạ. Thế. Bởi vậy bạn nào mà kiểu cứ thích gu trai lạnh lùng mà quên ngầu thì em không làm không diễn được, không diễn được nét lạnh lùng. Vô mà vui vẻ là được phải không? Dạ, phải vui vẻ, em hay cười. Nhưng còn gu em thì sao? Em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Dạ, em thì em thích mẫu bạn gái thì chung thủy, biết quan tâm, lắng nghe mình. Còn cái về khoản nấu nướng hay việc nhà gì đó thì em không quan trọng lắm, tại vì cái việc đó mình có thể share nhau. Và em cũng biết nấu ăn một chút. Bây giờ quan trọng là cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào nè? Mẫu người lý tưởng ngoại hình, ngoại hình thì đây là bên tôi cái gì cũng có đó nha. Nếu mà chọn một cái mẫu giống ngoại hình giống ca sĩ á, thì thích mẫu ngoại hình giống như ca sĩ Phương Ly.
Dạ. Còn lại thì ngoại hình thì em không có gu đặc biệt, quan trọng là cái tính cách và cái cách nói chuyện dễ thương là rồi. Được. Dạ. Ok, đồng ý. Chàng trai áo đỏ đã tâm sự rồi, danh bật mí cho em. Trời ơi, cái mặt duyên dáng lắm thiệt, lúc nào cũng vui, cũng như là nguồn năng lượng, lúc nào cũng tích cực, không bao giờ thấy mà nhìn thấy bạn ấy là thấy vui vẻ rồi, không có bao giờ buồn hết. Bây giờ tâm sự đi, chuyện tình yêu em sao, cho tới bây giờ tại sao nó vẫn trên vên chệch choạc vậy? À dạ, thì em trải qua 4 mối tình. 4 mối tình? Dạ. Chỉ có trong đó chỉ có một người đầu tiên là người Việt Nam thôi, còn ba người còn lại là người nước ngoài. Nước ngoài? Thí dụ như người đầu tiên là người gì? Dạ, người đầu tiên là người Việt, người thứ hai là người Đài Loan, người thứ ba là người Nhật và người thứ tư là người Hàn Quốc. Wow, em đi du lịch thế giới hả? Dạ, tại vì hồi lúc trước là em đi du học về. Còn cái mối tình nào sâu đậm nhất? Em nghĩ là mối tình sâu đậm nhất là chắc là người Đài Loan. Tại lúc đó em vừa mới đi du học xa ba mẹ, thì em qua đó thì bạn trai em kiểu em chăm sóc bên Đài Loan luôn. Dạ đúng rồi. Dạ, vì sao hai người không? À, là tại vì bạn đó là phi công thì bạn đó phải qua Úc để thực tập, thì bạn đó có bảo là bạn đó muốn em sắp xếp để qua chung với bạn đó. Nhưng mà lúc đó là em vừa mới qua Đài để du học, em mới học được năm 2 thì em không có muốn bảo lưu để mà đi theo bạn đó, thì sau này sẽ dẫn đến nhiều mâu thuẫn khác nhau. Em đã quyết định chọn sự nghiệp và... Dạ đúng rồi. Nhưng mà em đi hết rồi, cái tinh hoa tinh túy hết rồi, em thấy như thế nào? Dạ thì em vẫn nghĩ là bạn trai người Việt Nam là tinh tế nhất. Em muốn tìm một mẫu người như thế nào? Dạ em muốn bạn trai em tinh tế, có học thức, có sự nghiệp. Ngoại hình thì em nghĩ là chỉ cần chín chắn chững chạc là được. Ngoại hình sao chín chắn chững chạc? Cao thấp mập ốm? À cao. Ngoại hình á. Dạ chắc là tầm 1m70 đi. Cao hơn em. Em cao nhiêu cưng? 6'7". 6'7", em cao nhiêu? 72. À, một bạn 6'7", một bạn 72. Lát cho em lựa nha. Chúng ta đến với chương trình là chúng ta có tới 2 cơ hội lận. Bây giờ qua tới chàng trai ghế xanh của tôi nè. Tình trường của em sao? Tình trường của em á thì em trải qua chính thức là 3 mối tình. Mối mối tình thứ nhất, mối mối tình thứ hai thì tụi em trải qua là diễn ra thì mỗi mối tình là 1,5 năm. Mối tình thứ ba là mối tình gần đây nhất thì em quen nhau 3 năm. Cách đây khoảng 2 năm em với bạn ấy thì gặp nhau thì qua một người học viên và giới thiệu cho em. Quen nhau thì lúc đó em bắt đầu mở phòng tập, thì bạn ấy đồng hành với em từ lúc em khó khăn nhất và đến lúc em cũng có một số khách hàng biết đến em. Thì tụi em thì tình cảm tụi em thì vẫn ok, nhưng mà gia đình cô ấy thì muốn cô ấy sinh sống bên nước ngoài để gần với gia đình bên cô ấy ở bên Thái. Với lại gia đình hai bên thì cũng không đồng ý cho mối hệ của tụi em. Tại sao không đồng ý? Tụi em cũng tới tuổi kết hôn mà yêu nhau 3 năm rồi mà hiểu nhau rồi. Cổ cũng chia sẻ với em mọi thứ trong cuộc sống, sao tụi em không đấu tranh? À dạ tụi em cũng nỗ lực cố gắng, nhưng mà có lẽ là nó một phần là do cô ấy bị bệnh. Bệnh sao? Dạ bị bệnh, cũng dạng bệnh nan y mà buộc phải có qua bên nước ngoài. À. Với lại gần gia đình để gia đình có thể chăm sóc tốt hơn là so với là ở bên em. Nói chung là cổ bị bệnh rồi. Hiện tại thì em còn liên lạc với cổ không? Em với cô ấy thì vẫn trân trọng mối quan hệ của tụi em. Em với cô ấy thì vẫn mong muốn là đối phương tìm được hạnh phúc riêng cho mình. Thôi thì chuyện nó qua hết rồi, giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào nè? Dạ em cũng mong muốn tìm một bạn nữ thì hiền dễ thương, có hiếu với gia đình, tự lập được, là biết chăm sóc cho bản thân. Còn nếu bạn ấy chăm sóc không tốt thì em có thể chăm sóc cho bạn ấy được. Tại em thì cũng biết nấu ăn và biết làm bánh. Em thì có thể làm bánh bình thường với lại làm bánh về ăn kiêng được, để dành cho bạn ấy giữ dáng. Em thì người có sức khỏe thì em luôn duy trì tập luyện để giữ được cái sức khỏe của em. Thì em cũng luôn giúp cho bạn gái của em luôn luôn giữ được cái dáng đẹp nhất. Có sức khỏe. Hay quá. Dạ. Thiệt tình. Chủ phòng tập gym mà. Được. Đồng ý. Cơ thể của bạn ấy là nhìn là không thấy một miếng mỡ luôn á, coi như là tiết chế cũng như là chỉ còn cơ với thịt không á. Ở đây bao cát được á. Dạ em thì có dạy được tất cả các môn phổ biến, đặc biệt là boxing, gym, bơi lội. Vậy là bên kia có quyền boxing dạ. Đánh đấm em thoải mái ha. Dạ okay, em có thể là bao cát tốt nhất cho bạn nữ bên kia. Được thì cứ đeo găng vô và đấu thôi. Còn em hãy tâm sự về chuyện tình yêu của em đi nào. Sao em thấy em sao với cái anh áo xanh này có một cái gì đó nó hơi tương đồng xíu. Tương đồng chỗ nào cưng? Cho em bình tĩnh xíu. Tại vì em nghe anh kia nói sao em cũng thấy giống. Nhưng mà ảnh hạnh phúc hơn em. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Em có 2 mối tình mà em yêu nhất. Cũng nói chung là cái thời học sinh mình nghịch ngợm thì có thể là quen. Nhưng mà yêu nhiều nhất là mối tình của em 6 năm. Rồi bạn trai mình cũng bệnh à hay sao em? Nhưng mà mối tình nó như thế nào? Em quen từ hồi em 17 tuổi. Là cái thời học sinh. Người đó rất là
Nói chung là rất là chiều em. Hồi nãy lúc mà anh không có nói tới cái đoạn sau thì em tính hỏi là anh ghế xanh ơi, anh quên được người đó chưa? Nhưng mà nói câu sau nên là em nghĩ là ai cũng có một cái mối tình nào đó chỉ để cất đi thôi. Thì anh hạnh phúc hơn em ở chỗ là còn hít chung một bầu không khí. Bạn em bệnh gì? Ung thư máu. Ba bạn mất hả? Quen nhau được bao lâu thì... Dạ, 6 năm. Mà khi mất là vẫn đang còn quen với em hay là... Dạ đúng rồi, em chăm sóc cho bạn cho tới lúc mất thì thôi. Và cái khoảng thời gian đó cách đây bao nhiêu lâu rồi? Anh mất được 5 năm rồi. 5 năm. Lâu nay nhắc lại thì em cũng không có khóc đâu tự nhiên. Ok, tại có người đồng cảm ha. Dạ. Rồi chị cũng đồng cảm chia sẻ với câu chuyện của em. Rồi từ đó đến nay thì cái mối tình gần nhất của em là quen 3 năm. Mới chia tay hồi tháng 5 thôi. Thì bạn nhỏ tuổi hơn em. Chia tay là đúng vào gần như là kỷ niệm 3 năm quen nhau. Em không có biết lúc mà bạn chia tay em á thì em hỏi là lý do thì bạn chỉ nói là bạn đó chủ động chia tay mình. Dạ đúng rồi. Em hỏi lý do thì bạn nói là anh không biết hiện tại tình cảm của anh dành cho em là đang yêu hay là thói quen. Đang yêu hay là thói quen à. Nhưng mà vừa chia tay em thì bạn đã úp hình với lại người mới. Là đã cắm sừng em vậy đúng rồi. Hôm đó em hơi say, sau này em đăng ký chương trình này. Trời ơi, vì một cơn say đã đưa em đến đây. Không, nhưng mà có trách nhiệm đi tới với bộ đàng hoàng. Nhờ muốn tìm người sao nè. Tự nhiên em nghe anh đó tập thể dục em mắc cỡ quá. Tại vì em đi giao tiếp rồi chơi bạn bè rồi kia. Em đi nhậu hoài à. Thì bây giờ anh đi đi, anh về anh tập cho body nó săn chắc lại. Em đi nhậu không mà tập gym thì không có nhậu. Anh ơi, biết nhậu không? Anh nhậu được, nhưng mà anh cũng hạn chế. Nhưng mà em khỏi lo đi, anh chấp em nhậu luôn mà em vẫn giữ dáng đẹp. Ghê. Anh ơi, đi nhậu luôn. Vẫn làm được công việc của mình. Đô, đô ngoại giao mà dáng vẫn đẹp. Em muốn ít à, nhưng mà em cảm thấy nó vui. Có nghĩa là khi ra ngoài đó em cảm thấy giống như là nó men nó vô, lời men nó vô. Ra nó dễ nói, với lại khi mà ra ngoài bàn đó coi anh coi em như là bạn nhậu luôn. Anh có thể nói tâm sự về bạn gái của anh hiện tại đang làm cái gì để cho anh khó chịu hay không hay như thế nào đó. Thì coi như hai người bạn nhau đó, nhậu xong rồi về quê. Hôm nay mà đã ra bàn nhậu mà vẫn không giải quyết được thì còn gì để nói nữa đâu. Thiệt tình, mày rủ vào lời phải ra chứ mình phải nói. Đô mạnh quá, đô mạnh quá. Hôm nay các bạn nữ của tôi mạnh quá nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến của người thân nhé. Rồi chào em gái trước nha. Em chào chị Cát Tường và em chào anh Hứa Minh Đạt. Rồi dạ. Hôm nay em đến đây với ai? Dạ em đến với bạn Thủy Hoàng Dân. À Thủy Hoàng Dân. Rồi em là cái gì của bạn Dân? Dạ em là bạn thân của Dân. Tụi em học chung từ năm 2009 đại học ạ. Dạ. Coi như là cũng có một thời gian khá hiểu bạn đúng không? Dạ. Hôm nay em thấy chương trình đã lựa chọn hai cô gái như thế này. Thì cá nhân em là phụ nữ ha, ngồi bên đó em cũng quan sát kỹ. Em thấy có thể là Dân sẽ phù hợp với cô nào hơn? Dạ em thấy Dân chắc sẽ phù hợp với bạn ghế xanh. À, vì sao em lại nghĩ là bạn ghế xanh là phù hợp? Tại vì em thấy bạn Dân thích cái gu mà nhẹ nhàng. Nói chung là rất là nữ tính. Dạ, dạ đúng rồi. Nữ tính, dễ xúc động. Dạ, nhưng mà không có kiểu sành điệu lắm như bạn ghế đỏ. Rồi, cảm ơn ý kiến của em nha. Rồi còn em. Dạ, em xin chào mọi người ở trường quay ạ. Em tên Tiên, bạn của Huy. Em với Huy chơi với nhau từ hồi cấp 2 tới bây giờ. Chà, lâu quá rồi ha, hiểu bạn ha. Dạ, nên rồi là... hôm nay em thấy như thế nào? Huy ơi, bạn ghế đỏ đúng gu của Huy luôn đó. Về mặt ngoại hình á, rất là giống Phương Ly. Ghê vậy? Ghê. Mình cũng có đôi lời gửi tới bạn là Huy là một người rất là tốt. Đừng tình Huy thua, đừng đua Huy cũng té. Nói chung là không có may mắn cho tình yêu. Nhưng mà thật sự rất là tốt luôn. Vậy thì Huy có gì xấu không? Sao nghe tốt không vậy? Dạ có xấu tính xấu. Đó là xấu đói. Mỗi lần mà Huy đói là Huy xấu tính lắm. Nên là bạn nữ quen thì chỉ cần cho Huy ăn no là được. Trời ơi dễ dụ vậy hả em? Dạ. Rồi cảm ơn ý kiến của người thân nha. Đó là ý kiến của các bạn thôi. Cho các người bạn thân của mình trên đây tham khảo. Và bây giờ thì đến lúc cho các bạn ấy gặp nhau rồi. Mở cửa trái tim. Wow. Cười hoài, cười tươi quá, cười tặng quà đi, cười hoài.
Chào em. Thì anh cũng có một món quà gửi nhỏ cho chị ạ. Muốn gửi đến em. Tuy dạ. Món quà tuy nhỏ nhưng mà anh mong là em sẽ chăm sóc cái cây này như một cái kỷ niệm nhỏ xíu trên truyền hình. Cây đó cây gì vậy em? Dạ đây cây là cây lan ý. Đúng rồi. Có ý gì trọng không? Ý thì ý đồ thì cũng gửi gắm cũng nhiều nhưng mà không biết bạn có nhận được hay không. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Còn cái này là cây đô la gửi cho cây bạn. Đô la. Dạ. Gửi cho bạn. Cây đô la hả? Đô la là cây gì? Vui. Chúc hy vọng là bạn có những điều tốt đẹp sau chương trình. Rồi em. Dạ em sẽ gửi chị. Ủa chị hả? Rồi dạ. Chị cảm ơn em nha. Có quà vui đâu, quá. Thế ông đi giao hàng á. Ông đi giao hàng là shipper nè. Có quà chị. Quên anh Bảy á. Rồi cảm ơn em. Đó, rồi, giao hàng. Đúng nghĩa đi giao hàng á trời. Đây là quà chung. Cảm ơn em nha. Đó, cái chính quà. Chính là cái hộp đỏ kìa, hiểu không? Món này thì nó có tên là sức khỏe và kiến thức. Dạ, anh tặng em. Sức khỏe và kiến thức. Rồi, mời em. Em mở nha. Sức khỏe và kiến thức là sao? Sức khỏe là có một cái hộp Mắc ca. Sống đời vừa hiền lành vừa sắc sảo. Trời ơi, sao giống em quá vậy? Nãy em nói em dữ gì đó, bây giờ nó vô cái cuốn chuyện sao trời nó hợp quá vậy? Chưa, em chưa, tặng quà, bên đây cũng có quà mà. Rồi, tặng đi em. Em gửi anh nha. Anh cảm ơn nha. Khui ra chứ tự nhiên người ta, mình khui quà người ta rồi, mình không có cho. Đó, ý nghĩa nè. Wow. Tự nói thử coi ý nghĩa gì nè. Đây là một tình yêu bao gồm em với bạn đó. Bây giờ mình nói một chút xíu về cảm xúc nha. Không biết là em gái ở ghế đỏ cảm xúc của em như thế nào khi mà cánh cửa trái tim này mở ra? Dạ em thấy vui. Em thấy hai bạn nam bên kia đều rất là dễ thương. Lịch sự, chững chạc. Rồi dạ. Thế còn em, cảm nhận của em như thế nào? Ban đầu nghe nói chuyện, tại vì mà em không có ấy về ngoại hình lắm, cho nên là nghe nói chuyện thôi là đã thấy có cơ hội 60% là điểm chung một xíu. Mở cửa ra thì thấy thêm điểm. Đó là tín hiệu mừng ha, tín hiệu mừng. Còn chàng trai của tôi ngồi uyếu tay hoài này, cảm xúc của em như thế nào? Cười tươi quá tươi luôn nè. Dạ, khi mà mở cửa ra thì nãy giờ đầu chương trình thì em cảm thấy là rất là rung. Mở ra thì em mới biết là đó là rung động. Chàng thả tính gì vậy? Rung giờ là rung động á. Và em cảm thấy là hai bạn nữ đến trường quay hôm nay rất là, bạn nào cũng rất là xinh đẹp và cũng đều là người biết suy nghĩ và có cá tính riêng. Còn Dân thì sao? Có lẽ là điều đáng tiếc nhất là em bị hơi cặn nên em chưa thể nào mà thấy hết được cái vẻ đẹp của hai bạn nữ một cách tốt nhất. Nhưng mà em vẫn tin là vẻ đẹp của hai bạn nữ là trên 100%. Ủa sao vậy? Em cận, em không thấy mà em tin dựa vào cái gì mà em tin trên? Tin vậy, đúng niềm tin vậy. Đây. Đúng rồi, sống nó có niềm tin. Bây giờ, tôi cho cái mắt kiến. Có niềm tin vậy. Tôi cho đeo mắt kiến vô rồi, nói chính xác nè. Đeo vô bật ngửa luôn ạ. Rõ hơn không? Wow. 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 Bắt đầu wow. Quá xinh. Ủa vậy tại sao mình không tự sắm mắt kiến mình đeo mà tự nhiên mượn mắt kiến người ta đeo vô rồi wow? Dạ em nghĩ em có thể nhìn rõ được nhưng mà hóa ra là xa quá. Khoảng cách nó xa quá. Thì khoảng cách này xa nhưng mà nhìn rõ thì thấy thật là nó nét đúng không? Nét. Rồi bây giờ thì nhìn rõ các bạn hãy trò chuyện với nhau để mình có thể hiểu nhau nhiều hơn. Không biết là bây giờ ưu tiên hai bạn gái, mình có muốn hỏi gì hai chàng trai này không? Tại vì em ở Biên Hòa, anh thì ở Sài Gòn. Thì đó, cái khoảng cách như vậy thì anh nghĩ là một tuần mình có thể gặp nhau được bao nhiêu lần? Anh sẽ gặp em nguyên tuần trên online. Thôi. Và cuối tuần anh sẽ gặp em trực tiếp để cho tình cảm mình nó gần hơn. Thì anh sẽ chắc chắn sẽ gặp em thường xuyên vậy. Anh có phải là thuộc mẫu người lãng mạn không? Anh cố gắng anh sẽ làm được điều đó. Nói chung là không có cần gì quá nhiều. Ví dụ như thi thoảng ở nơi làm việc tự nhiên mình nhận được một bông hoa thôi, hoặc là mình nhận được một ly trà sữa bất ngờ thôi, mình cũng đủ thấy vui rồi, đâu cần gì nhiều hơn mấy đâu. Mấy đó thì anh làm ok. Hai. Một lời ngỏ ý nhẹ. Rồi cặp này hỏi gì đi chứ. Anh ơi, em nghe nói là anh thi trễ giờ đúng không? Nhưng mà em lại không thích bạn trai em trễ giờ anh. Thì anh, không biết anh có khắc phục được cái chuyện đó không? Cái việc đó thì anh sẽ khắc phục. Cái trước giờ thì anh không hứa bất kỳ điều gì nữa mà không chắc. Nhưng mà kỳ này anh, nếu mà hai đứa có hẹn hò hay là trong một mối quan hệ tình cảm thì anh sẽ làm được đi đúng giờ. Wow. Đã có một lời hứa. Rồi bây giờ mình sẽ đưa ra một cái chủ đề cho các bạn ha. Nếu như bây giờ là người yêu của mình say nắng một người khác thì các bạn sẽ xử lý như thế nào? Em trước đi. Quán em điểm. Cười nãy giờ nè, nãy em phát biểu ít nhất nè. Quan điểm của em trong tình yêu á, mọi người đều có cái sự lựa chọn riêng của mỗi người. Nếu mà đối phương mà cảm thấy say nắng, mà cảm thấy bị lung lay trong tình cảm á,
thì có thể nói thẳng thắn với nhau. Tại vì em không thích là giấu giếm nhau trong chuyện tình cảm, rồi đến khi mà phát hiện ra rồi em không thích cái cảm giác bị phản bội. Hai cả hai cùng nói chuyện với nhau và tìm hướng giải quyết cho nhau thêm một khoảng thời gian. Tại vì cơn say nắng mà, nếu mà say nắng thì sẽ nắng nó sẽ qua, qua mưa nó tới, có sự lựa chọn. Còn cái việc đó là nếu mà cảm thấy mà bạn nữ vẫn quyết định lựa chọn cái người còn kia thì em sẵn sàng, em tôn trọng cái quyết định của họ. Có nghĩa là em vẫn cho cơ hội ngồi xuống nói chuyện. Dạ vâng. Rồi. Dạ. Thế còn em thì sao? Dạ thì em nghĩ vậy thì ai cũng có một cái gì đó say nắng một đối phương nào, một cái dạng như là cái gu của mình nó tự nhiên nó xuất hiện thì mình tự động mình say nắng. Thì nói chung kể là nam hoặc là nữ đều có hiện tượng đó, hoặc là một lần trong đời say nắng. Thì cái quan trọng á, tình cảm lúc đó hai bên như thế nào. Ví dụ em bạn ấy đang tốt thì mà bạn ấy say nắng thì mình phải làm sao để trò chuyện lại, rồi mình cải thiện bản thân mình hơn, rồi mình xem thử mối hệ. Nếu mà không, nếu bạn ấy chẳng cảm thấy say nắng mà yêu thích đối phương nhiều hơn em thì hiện bạn ấy nói rõ thì để cho hai bên xử lý và có thể là trả nhau tự do. Lúc đó bạn gặp đúng người thì sao? Thì bản thân mình á thì mình phải coi lại ha, cải thiện bản thân, làm tốt hơn đó, thì để xứng đáng với người mình yêu và người đó cũng yêu mình. Cũng hay. Đó là những chàng trai. Thường phụ nữ thì rất là ích kỷ, không biết là các cô gái của mình thì như thế nào. Như em thì như cũng vậy, thẳng thắn với nhau một lần. Cũng có khi mình bị say nắng mà, nhưng mà mình phải biết được cái nào nên dừng lại và thẳng thắn với nhau đi. Ví dụ như anh lỡ anh say nắng ai đó thì anh nói với em cho em biết là chết rồi, giờ chết rồi, giờ anh lỡ hơi bị cảm nắng bé kia rồi, rồi bắt đầu ra ngoài bàn nhậu ngồi nói chuyện nữa, nhậu nữa. Giờ đi ra ngoài đó ngồi anh biết, em sẽ hỏi là anh quen biết nhỏ được bao lâu, cô bé đã được bao lâu rồi, và hai người đã tới mức nào rồi, hay sau đó em sẽ hỏi. Nhưng mà nếu là thì giờ anh hơi cảm nắng và anh mới nói cho em biết đó, thì lúc đó em sẽ nhìn lại, em sẽ suy nghĩ lại và em sẽ hỏi là em có làm gì sai với anh không. Nếu mà anh nói không á thì anh phải coi lại anh. Còn nếu như anh nói là em như vậy đó thì em sẽ coi lại bản thân mình như thế nào, đừng để chuyện đi quá xa hơn. Còn nếu mà đi quá xa hơn nữa thì bye bye. Vậy là cũng rộng lượng quá, cho cơ hội ha. Rồi có ngồi xuống ha, được. Thế còn em? Dạ, nếu mà em, nó là bạn trai em mà say nắng với người khác thì chắc là em sẽ chia tay luôn. Lý do? Tại vì em nghĩ là bạn trai em không thấy được giá trị của mình đó chị. Em nghĩ là kiểu như là nếu mà bạn trai say nắng với người khác thì có nghĩa là bạn trai đã nhìn người khác cao hơn em rồi. Mà em thì tính em thì không muốn thua ai hết, cho nên nếu mà bạn trai đã quyết định say nắng người khác có nghĩa là một đi không trở lại. Dạ đúng rồi. Cho anh hỏi này nè, là em có bao giờ bị say nắng chưa? Dạ chưa. Thường nếu mà em có bạn trai rồi thì em lúc nào cũng coi bạn trai em là nhất hết, cho nên em chưa bao giờ bị say nắng với người khác. Dạ. Đó, chúng ta tâm sự như vậy để làm gì? Để cho các bạn có thể hiểu nhau được nhiều hơn. Rồi bây giờ đến lúc cho nó vui lên một chút đi, thể hiện tài năng nè. Thì hồi nãy giờ mình đi hát rồi, tới bên kia đi. Nãy là nhà gái là có người đại diện hát rồi. Rồi. Nhà trai đi, em. Thì em xin hát một bài Tình yêu diệu kỳ ạ. Rồi. Em thì hát không hay nhưng mà rất thích hát. Mà lại hay quên lời. Hay quên lời. Không chơi, nhà gái là được. Thông cảm ạ. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh xanh xao, nhìn mãi yêu mãi trong tình yêu. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, không bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay, cho ngày nắng thay mưa thơm thời, và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Oh yeah. Không từ hát, không từ chán. Dễ thương quá. Bây giờ vậy nè, em ra em tập cho bạn gái em vài động tác gym làm sao mà có thể là đi nhậu mà không mập đi, được không? Thử coi cô cổ có thích nghi được không? Dạ. Mời em bước ra sân khấu. Chà, tập thể dục luôn kìa. U là trời. Chứ ta nói người ta huấn luyện viên gym mà. Em cởi giày ra được không? Được, em cởi đi em, thoải mái. Tôi chịu cô này á, nhanh gọn lẹ. Rồi, tập xong nhậu nè. Rồi. Rồi, tập xong nhậu kìa. Trời vũ lên. Chứ gì có bài vũ rồi. Tập xong nhậu. Bài này bài nhảy xe yêu giúp cho chúng ta săn chắc phần bụng ha. Đầu tiên hai chân mũi chân khép lại nè. Anh sẽ làm mẫu trước ha, em làm theo. Đầu tiên nhấc bên trái, lắc mũi chân bên trái qua bên phải, thả lỏng ra. Thả lỏng ra. Wow, thân pháp. Wow. Thân pháp rất nhịp nhàng. Rồi, em bắt đầu ha. Mũi chân qua trái qua phải, luôn tập trung ở trọng tâm ở giữa. Thả lỏng ra, thả lỏng ra. Đúng rồi, đúng rồi. Hay quá, nhau thoải mái đi em. Làm đi cứng. Đúng rồi, đúng rồi. Một ngày làm bao nhiêu cái? Dạ, 100 cái. Em thấy 100 cái gì nhá. Tối nay về nó làm rồi. Đúng rồi, thả lỏng tay ra, thả lỏng ra.
tay này chân kia, tay này chân kia rồi. Bên này bên đây phải lắc cái eo được đó. Vô. Hai bạn cùng nhảy coi. Vô. Đẹp wow, rồi. Đó giờ thấy điều nhảy vậy luôn. Rồi nhậu thoải mái luôn. Vô. Vỗ tay hay quá. Chưa? Hay quá đi rồi. Không, này nói nghiêm túc là khỏe nha Trâm nha, cố gắng. Dạ. Về ngày 30 rồi lên ngày 50, từ từ lên 100 cái. Hồi trước dịch, mùa dịch á chị cũng tập vậy đó. Em mới bị F0 xong á. Cái nó bị di chứng lại viêm phế quản cấp á, cái giờ cũng phải tập thở. Mệt đúng không? Dạ đúng rồi, em vận động ấy là mình tập nhẹ thôi, cứ từ từ. Nhưng mà nói chung tuổi của em, tụi em còn trẻ, cái con đường mình còn dài lắm, phải có tập thể dục thì sau này cái cơ mình, cơ xương khớp mình nó mới dẻo dai, chưa có nói tới đó là sức khỏe thôi. Chị nhảy em dữ lắm à. Nè chị nhảy luôn nè. Đó. Má dài câu gót đó nha. Rồi, giờ anh này biểu diễn gì nè? Em thì em hát không hay. Đàn nghe cũng dở hả? Dạ. Nhưng mà em thì chắc em có 4 câu thơ em sưu tập được. Làm thơ luôn, hay quá người ơi. Em sưu tập được thôi chứ thật ra không biết, cũng không biết làm. Bây giờ chị đề nghị nè, em tiến sang bên đó. Đó, em đứng, em mời cô gái này ở đây, ta nắm tay, ta tập rồi. Bây giờ em mời cô ấy lên nắm tay, cô đọc 4 câu thơ cho cô nghe được không? Mạnh thơ mẽ lên. Là phải thuộc lời, tròn vành võ chữ chứ. Đừng giống như anh hát nha. Dạ. Đó. Rồi, thơ 2, 3, vô. Lòng anh bỗng rung động, chắc là lại do ai. Gặp em rồi mới biết, hẳn là lại do yêu. Câu ta hết rồi. Hơn ngắn, hơn ngắn mà tình anh nó dài. Anh gọn lẹ. Mặc dù anh cũng có học thức, cũng biết nhiều học thuyết, nhưng mà cái anh vẫn chưa biết cách được là học thuyết phục em về với bên anh. Em bị tê chân, em bị tê chân. Em sao vậy? Tại nghĩ hơn ngồi. Rồi thôi. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi cưng. Hình như là điện đã truyền qua, truyền thẳng xuống chân luôn rồi. Em làm căng là dụ ra tí xíu. Dạ. Còn một chân lên, còn một chân. Đó, còn một bài chân tập mới còn nữa. Một chân lên, còn một chân lên. À, phải thở dài ra anh. Còn một chân lên, còn tê không? Dạ dạ. Đó. Giúp liền luôn. Dạ ok anh. Em cảm ơn anh. À bây giờ về anh nguyện massage chân cho em. Thật ra là bao nhiêu đó thời gian nãy giờ hát hò rồi ha, có va chạm, có tiếp xúc ha, cặp nào chị cũng tạo cơ hội cho nhau rồi. Và các bạn có thể lắng động lại một chút xíu để xem coi là nãy giờ cái trái tim của mình như thế nào, để chúng ta đi đến cái khoảnh khắc quan trọng, đó là khoảnh khắc quyết định. Tất cả các bạn hãy nhắm mắt lại, hướng mặt về phía trước. Chưa, chị. Hãy nhắm chưa mắt em, sau 5 tiếng đếm nữa. Nhắm mắt lại để suy nghĩ cái đã. Mình thích cô gái hoặc là chàng trai ngồi ở vị trí ghế màu nào thì mình bấm vào cái nhắm màu mắt đó. Lại, lắng nghe tiếng nói của con tim. Sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 Tại vì em ở Biên Hòa, anh thì ở Sài Gòn, thì cái khoảng cách như vậy thì anh nghĩ là một tuần mình có thể gặp nhau được bao nhiêu lần? Anh sẽ gặp em nguyên tuần, cuối tuần anh sẽ gặp em trực tiếp để cho tình cảm mình nó gần hơn, thì anh sẽ chắc chắn sẽ gặp em thường xuyên vậy. 4 Anh ơi, em nghe nói là anh hay trễ giờ đúng không? Nhưng mà em thì tính em thì em lại không thích bạn trai em trễ giờ anh. Cái em trước giờ thì anh không hứa bất kỳ điều gì nếu mình không chắc, nhưng mà kỳ này anh, nếu mà là hai đứa có hẹn hò hay là trong một mối quan hệ tình cảm thì anh sẽ làm được đi đúng giờ. 3 2 1 Bấm. Oh yeah. Trước tiên thì chúc mừng cho một cặp đôi ngồi ở vị trí ghế màu xanh đã đỏ đen. Thì trước tiên chị Tường cũng xin hỏi hai bạn ở ghế màu đỏ một chút xíu, tại sao em trai lại không có bấm chọn ai hết? Dạ, tại vì em cảm thấy em chưa đủ tự tin để trở thành người có thể mà cho bạn gái nương tựa. Nên, là em chưa tự tin về bản thân mình. Dạ đúng, nếu mà hai người làm bạn thì em có thể là tự tin và từ đó có thể
tìm hiểu thêm, phát triển thêm. Dạ, phát triển thêm. Dạ. Thế còn em gái, lý do gì hôm nay em chưa chọn ai? Dạ, tại vì bạn có bảo là người yêu cũ của bạn đi du học, nhưng mà em thì em cũng sẽ tính là sẽ đi du học tiếp, cho nên đó cũng là một lý do. À, có một số cái nó chưa có trùng khớp với nhau ha. Chị Tường cũng cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình và chúc cho hai em cũng sẽ sớm tìm được một cái tình yêu ở bên ngoài cuộc sống để giúp cho cuộc sống của mình nó vui vẻ hơn ha. Các bạn còn trẻ mà, cơ hội còn rất là nhiều. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Rồi xin mời tất cả chúng ta tiến ra sân khấu. Rồi mời cặp đôi. Chưa kịp mời nắm tay rồi quý vị. Tranh thủ hả? Cảm xúc của em hiện tại bây giờ như thế nào? Dạ em rất vui đến chương trình đã nhận được bạn gái. Nhận được bạn gái. Trời ơi trời. Hai bạn nói với nhau vài điều trong chương trình đi. Anh chỉ cố gắng khi em bên anh thì anh cố gắng em giúp làm cho em vui và cảm thấy hạnh phúc nhất. Anh sẽ làm được ạ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy thì hôm nay dù sao thì ông Mai bà Mối cũng thành công được một nửa, là đã có được một cặp đôi đến với nhau rồi. Và bây giờ thì Cát Tường xin gửi tặng cho mỗi bạn một phần quà. Đây là nước cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm này không có MSG và không có dùng chất bảo quản. Xin gửi tặng cho hai bạn nha. Rồi, tặng cho em nha. Đây, tặng cho em luôn. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media và siêu ứng dụng Netlove. Và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.